chữ không? Có nghĩa là mình thay phông chữ nha các anh chị. Mình thay phông chữ này là mình sẽ làm gì? Mình đánh dấu nó rồi mình vô cái chỗ thiết lập này các anh chị, cái bánh xe nha, bánh răng cưa á. Bấm vô cái đây bánh răng cưa thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái ô property nữa nè, thanh thuộc tính, thanh hiệu chỉnh nó lên này nha các anh chị. Thì mình kéo xuống phía dưới nè, vẫn trong cái tab thiết kế nha các anh chị. Ở dưới nó có ngoài cái in đậm, in nghiêng gạch chân hồi nãy mình thấy rồi, thì vô trong này nó sẽ có đầy đủ hơn nha các anh chị. Thì mình sẽ số kéo xuống cái chỗ phông chữ, nó đang cái chữ toàn trang này các anh chị. Rồi mình bấm vô, mình kiếm một cái phông nào đó nha. Ví dụ mình chọn cái phông này đó, đậm quá. Chọn cái phông chữ nào mình thích nha các anh Hãy đó, ví dụ như chữ này cũng được đi. Rồi kéo ra ha, cộng đồng Canva thấy lạ lạ. Rồi được chưa các anh chị, hay là mình thay một cái phông khác nữa cho nó dễ chịu hơn. Đây rồi, cộng đồng Canva. Rồi tiếp tục, bên này nó có một cái gì nữa các anh chị? Một cái nút hotline nha. Thì mình sẽ học thêm một cái nữa là một tạo ra một cái nút. Vừa rồi là mình tạo ra cái gì? Mình vô thêm mới nè. Mình vô chữ T là mình thêm được những cái đoạn văn nha các anh chị. Có nghĩa là cái này là nó là văn bản trang trí, cái chữ tiêu đề nó là văn bản trang trí. Thì thường là mình sẽ tạo ra văn bản trang trí, nó khác với văn bản bình thường là như thế nào? Thường nó ít chữ hơn. Thì mình sẽ có thể làm lớn, làm màu này nọ các thứ, thì đó là cái văn bản trang trí. Thì ở trong lady mình á, thì mình sử dụng cái chữ tiêu đề. Còn trường hợp mà các anh chị muốn đánh một cái đoạn văn mà nó dài dài ra nhiều chữ lên á, thì các chị chọn xuống là cái đoạn văn hay là cái danh sách nha. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ tạo ra một cái nút các anh chị. Thì mình sẽ quay lại là cái gì? Cái nút thứ hai nha. Chiều nay là mình học cái nút thứ nhất là tiêu đề nè, cái thứ hai là nút bấm nè, là nút thứ ba nè, nút bấm. Thì nó sẽ ra ở đây một cái nút bấm nha các anh chị. Nút bấm nó có cái chữ mua ngay. Thì bây giờ mình coi lại cái mẫu nè. Mẫu nó là gì? Chữ hotline và cái số điện thoại. Cái nền của cái nút này là cái nền màu vàng, màu nâu nâu một một. Rồi cái nút này á là nó có bốn góc là vát một chút xíu nha các anh chị, nó bo tròn đó, nó vát nhờ. Chữ thì màu trắng, ok không các anh chị? Rồi bây giờ mình quay lại cái trang thiết kế của mình nè, mình nhấp vô cái nút. Các anh chị vô cái bánh răng cưa nha, lúc nào cũng vô cái bánh thiết lập, đây là nó đầy đủ hơn các cái tính năng. Các anh chị nhấp vô, thay màu y như hồi nãy là mình thay màu nền. Thì bây giờ mình tạo ra cái màu đây nó đang là màu xanh, thì bây giờ mình sẽ làm cái gì? Mình thay nó lại là cái màu màu nâu ha. Đó rồi các anh chị nhấp vô nè, các anh chị xuống phía dưới, các anh chị thấy nó đang là màu gradient, là hai màu, một màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Thì bây giờ mình sẽ lên lại như vậy, cái chọn kiểu nè, dúng cái nền hồi nãy là các anh chị bấm vô mẫu gradient, các anh chị chọn về màu cơ bản. Rồi xuống cái chữ màu nền này đang màu trắng nè, mình nhấp vô cái ô màu trắng, nó sẽ có cái màu cam. Rồi mình sẽ chọn ngay được cái màu cam, được không các anh chị? Tắt.
Rồi tiếp tục mình nhìn xuống phía dưới nữa, nó có một cái là đổ bóng, có nghĩa là tạo cái shadow. Mình sẽ bỏ qua nha các anh chị. Rồi mình sẽ làm gì? Viền và bo góc. Mình sẽ chú ý vô cái viền và bo góc. Thì ở trong này nó sẽ có gì? Nó thứ nhất là nó có cái ô là bo góc tất cả. Bo góc trái trên, bo góc phải trên, bo góc cái trái dưới, bo góc phải dưới. Thì nếu như trường hợp mà mình bo từng góc thì các anh chị sẽ sửa cái con số trên từng cái góc như thế này nha các anh chị. Còn các anh chị mà trường hợp cái nút của mình thì nó bo hết bốn góc, cho nên mình chỉ cần thay đổi cái nút này, bo góc tất cả. Mình thay đổi cái nút này nha, nó đang ở số 0, mình tăng lên khoảng cỡ 10 hay 12 gì á. Thì các anh chị sẽ thấy nó bo góc ha. Đó. Bo tròn rồi đó các anh chị. Rồi bây giờ là cái chữ của nó là chữ hotline. Cho nên là mình cứ để vô ngay chỗ chữ mua ngay này, mình nhấp đúp hai cái. Thì nó sẽ đánh dấu cái chữ mua ngay của mình. Mình sẽ thay đổi lại cái chữ nó là cái gì? Hotline 097 317 4567. Rồi bây giờ vô thiết lập nha. Mình cho cỡ chữ nó lớn hơn chút xíu. Đang có chữ 14 hả? Mình cho nó rồi. Kích vô lại cái nút. Mình kéo nó dài ra. Được không các anh chị? Đó. Như vậy là mình đã có được cái section đầu tiên. Rồi khi mình có cái section đầu tiên rồi thì bây giờ cái section thứ hai cực kỳ là dễ nha các anh chị. Bây giờ các anh chị làm xong cái section thứ nhất đi. Rồi mình qua cái section thứ hai mình sẽ làm không quá 5 phút nữa. Là mình nghỉ ha. Rồi các anh chị làm được không? Các anh chị nào làm không được thì giơ tay lên nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu tạo cái section thứ hai này, các anh chị tập trung nha. Để mình tạo một cái section mới. Thì các anh chị tiếp tục qua cái nút thứ hai, bấm vô nút section và mình sẽ bấm là thêm mới section. Và tiếp tục là cái gì? Mình bấm sử dụng một cái trang trắng. Rồi bây giờ là mình sẽ thay đổi cái nền. Cái nền của cái section thứ hai nha là y như hồi nãy cái thứ nhất, cực kỳ là dễ. Mình nhìn cái trang mẫu này nó có một cái hình nền, thì các anh chị thay đại một cái nền nào cũng được nha các anh chị. Trường hợp các anh chị mà tài khoản miễn phí á, thì các anh chị sẽ tạo tại cái nền cái nền nào cũng được. Rồi mình thay nền này, nhấp vô chỗ trống nè, vô cái bánh răng thiết lập ở các anh chị, chọn kiểu thiết kế, chọn kiểu hình ảnh, nó sẽ xuất hiện cái nút là thư viện ảnh, bấm vô chọn ảnh. Chọn ảnh nào cũng được nha các anh chị, ảnh nào mà nó làm nền á. Đây là những cái ảnh chèn ảnh không à. Rồi các anh chị chọn chọn cái nền nào cũng được các anh chị, chọn cái nền nào cũng được. Dụ mình chọn cái nền này đi.
Rồi bấm sử dụng. Đó. Thì nó sẽ tạo ra một cái nền như thế này nha các anh chị. Rồi tiếp tục gì nữa. Các anh chị nhìn qua cái trang mẫu này. Các anh chị thấy phía bên tay phải nó có chèn một cái ảnh. Nha các anh chị. Nó sẽ chèn một cái ảnh. Thì mình sẽ làm gì? Mình học thêm nha. Hồi nãy giờ mình học cái tiêu đề rồi nè. Mình học một cái nút. Bây giờ là mình sẽ bấm cái nút chèn một cái ảnh. Thì tất cả những cái gì mà nó liên quan trên section thì mình đều vô thêm mới hết. Hồi nãy là mình vô được cái tiêu đề rồi nè. Nút bấm rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm cái gì? Thêm vô cái hình ảnh là cái đầu tiên nha các anh chị. Bấm vô chữ hình ảnh. Rồi mình muốn chọn tương tự, nó cũng có ba cái. Mình muốn chọn tấm ảnh nào đó mình chọn. Nha các anh chị. Rồi ở đây thì cái tài khoản của mình là cái tài khoản đã nâng cấp, cho nên là mình gì, mình chọn mấy cái hình này được nè, cái hình minh họa được nha các anh chị. Rồi mình chọn đại một cái hình nào đó đây. Các anh chị nào mà chưa có cái nâng cấp thì các anh chị cứ tải một cái ảnh từ dưới máy lên ha. Rồi mình chọn ra như thế này thì mình chèn được một cái ảnh rồi nè. Rồi sau khi mà chèn ra thì nó sẽ thường thường chọn nó thì nó sẽ có các cái nút kéo nè. Đó mình kéo bự lên. Rồi mình đỡ ngay đây nha. Như vậy là xong rồi các anh chị. Mình nhìn cái trang mẫu này. Mình sẽ thấy gì? Nâng cấp Canva Pro vĩnh viễn miễn phí. Thì hai cái dòng này là hai cái dòng tiêu đề mình đã học rồi. Ở dưới có một cái dòng chữ là nâng cấp full tính năng tài khoản Canva Pro miễn phí 100%. Thì cái này cũng chính là cái dòng tiêu đề. Và cái nút đăng ký này cũng chính là cái nút hồi nãy là mình làm cái nút hotline đúng không? Đó, bây giờ mình làm luôn nha. Các anh chị nhìn nè. Thêm mới. Tiêu đề. Cái nút xuất hiện cái nút tiêu đề ở ngoài này các anh chị. Nhấp chuột phải vô. Đánh chữ nâng cấp Canva Pro miễn phí. Đúng không các anh chị? Rồi mình kéo ra nha. Nâng cấp Canva Pro thôi. Chữ miễn phí không có. Nâng cấp Canva Pro. Rồi bây giờ làm gì? Sửa chữ ha. Tăng kích thước nó lên nè. Bấm sửa chữ nè. Chọn cho nó một cái màu gì đó các anh chị. Nâu đi ha. Giống như cái trang mẫu nó nè. Nó đang màu trắng trắng nâu nâu nè. Trắng trắng vàng vàng ha. Thì mình cũng chọn vô cái màu y như vậy thôi. Trắng trắng vàng vàng nè các anh chị. Đó. Rồi cái gì? Đậm lên. Rồi cho nó có cái kích cỡ nó lớn lên luôn. Đang 18 nè. Nó hơi nghiêng nghiêng nè, mình chọn vô chữ Y nè các anh chị. Đó, rồi được chưa? Nâng cấp Pro, Canva Pro. Đó. Được không? Chữ nó nhỏ lại một chút ha, 40 thôi. Đó. Rồi bây giờ mình có là cái chữ trên nó giống như ở dưới nha các anh chị. Đó, tương tự nè. Giờ mình qua quay lại cái trang mẫu mình coi nè. Vĩnh viễn miễn phí. Mình quay lại nè. Nhấp vô nó nè. Mình có hai cách nha. Mình một là Ctrl C. Rồi mình Ctrl V. Hai là mình nhấp vô ở trên này nó có nút nhân bản nè. Bấm vô phát. Thì nó sẽ có như vậy. Tiếp tục. Mình chỉ là đây là mình đang cấp cái định dạng đúng không các anh chị?
vấn viếng miễn phí. Rồi được chưa các anh chị? Rồi cái dòng chữ ở nhỏ ở dưới, dòng chữ dưới nhỏ là nâng cấp full tính năng tài khoản Canva Pro miễn phí. Thì mình cũng vô thêm mới tiêu đề nâng cấp tài khoản Canva và Pro full tính năng miễn phí 100%. Rồi ok không các anh chị? Kéo ra nè, cho chữ nó đậm lên nè, sửa chữ nè, cho nó là màu trắng nè, được không các anh chị? Dễ không? Rồi tương tự một cái nút nữa ha, thêm mới, nút bấm kích vô bánh răng cưa. Chọn lại màu cà rốt ha các anh chị. Chọn lại màu cơ bản. Chọn lại màu cà rốt đây. Rồi, đổi đổi cái chữ nữa. Cái chữ gì? Đăng ký ngay đúng không? Nhấp vô. Caps lock. Đăng ký. Rồi, như vậy là mình sẽ hoàn hoàn tất được cái gì anh chị? Hai cái section ha. Cái section thứ nhất là section header. Có thể gọi là header header. Rồi. Tiêu đề đầu trang, cái trang thứ hai đó là một cái trang landing page, một cái là cái trang intro. Thì mình nhìn vô cái trang intro như thế này thì mình sẽ biết nó là cái trang đây nó đang làm cái gì. Cái trang này nó sẽ cung cấp thông tin cho mình là nâng cấp Canva Pro vĩnh viễn miễn phí, nâng cấp tài khoản Canva Pro full tính năng miễn phí 100%. Rồi vô gặp trang này là phế luôn, đỡ tốn tiền nha các anh chị. Rồi sau khi mình làm xong nha là mình sẽ bấm lưu lại, lưu để bữa sau mình thực hành tiếp nha các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ có 5 phút để mình chữa bài. Các anh chị nào mà làm không được thì các anh chị phát biểu lên. Nhắc lại chiều nay mình sẽ học nha. Điều đầu tiên là mình thay được cái nền của một cái section. Cái thứ hai là mình có thể chèn một cái hình ảnh bằng cái nút là thêm mới hình ảnh. Cái thứ ba mình sửa được một cái nút, đó gọi là cái nút bấm, bao gồm là cái hotline và cái đăng ký. Và cái thứ tư là mình biết tới cái chữ tiêu đề, là nó là thuộc dạng văn bản trang trí. Mình đánh cái những cái chữ như là cao nâng cấp Canva Pro vĩnh viễn miễn phí đây nha các anh chị. Được chưa? Thì mình đã làm được hai cái section. Section thứ nhất là section header và section thứ hai là section cái gì? Intro. Mình nhớ cái công thức của mình nè. Đó, thì bây giờ mình đã làm được cái section intro rồi. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ tiếp tục những cái section khác nữa nha các anh chị. Thì bắt đầu thì qua ngày mai mình sẽ tiếp tục những cái section khác. Rồi, bây giờ là mình còn 3 phút nữa để mình chữa. Các anh chị nào mà không được thì làm chưa được, bị vướng cái chỗ nào thì các anh chị bật mic lên, share màn hình.
Được hết không các anh chị? Chắc là được hết chứ vậy. Bài gì nó dễ mà. Dạ anh ơi, cho em hỏi hay, em mới vô em chưa có hiểu mấy cái phần này lắm. Chưa hiểu hả? Dạ. Là bây giờ chưa hiểu khúc nào? Lúc mà mình tạo cái trang ra cái cộng đồng trang ra này nè anh Tạo cái cộng đồng Canva thì nó là tạo một cái section nha chị. Ví dụ như bây giờ đây nha, em sẽ tạo lại cái cộng đồng này nhanh cho luôn nha. Thì mình sẽ ạ. đầu tiên khi mình mở một cái trang mới ra, trang trắng ra thì nó chả có cái gì hết. Thì mình sẽ vô section này. Mình thêm một cái section. Anh vô cái chỗ đó là cái vô cái nào mình đang ở trên máy mình em đang ở Đây. Khi em log vô em tạo được tài khoản em em log vô đây. tìm cái này xuống để em vô một cái Google mới hay sao Rồi em mấy mấy em có xem màn hình được không? này cũng chưa chắc luôn xem mà chia sẻ màn hình đó anh. Đúng rồi. Dạ có hả Rồi, chia sẻ lên. à. Làm chỗ nào ta tư gì cho quên hả? Alo, alo anh nghe không ạ? Rồi anh nghe đây. Dạ, Không được hả? em vô xem nó cái chỗ này để em coi lại nhưng mà chỗ chia sẻ đâu rồi? Nó nằm ở dưới góc góc 6 góc 6 giờ á. Lúc 6 giờ. Thuộc cái Sao có zoom thể á. nó cái đó luôn ta? Nó chỉ ra cái bảng Zoom rồi hỗ trợ tiếng Việt rồi nó ra lên mo thì đây nè anh à. Đen là cái này á, cái màu xanh là cây nơ nó ra màu gì em thấy đây cái màu xanh lá cây đó, mình để vô nó có cái chữ màu xanh lá cây á, có cái màu xanh lá cây á. cái màu xanh là ba cái ba dấu tích hả anh, Mà YouTube nó nằm chỗ nào vậy? em thấy nó ghi là ba dấu tích màu xanh lá cây more form or chat Đây. con Ở đâu lơ vậy? mơ dạ Ở đâu vậy? chị đang dùng máy tính hay là dùng gì ạ? laptop ạ nên nó ra cái bảng dung không mà em cũng không thấy cái trang của mấy anh chị nó luôn. Nó nằm ngay thẳng mặt đấy ạ. Chỗ share screen màu xanh lá cây. Nó đang bị ẩn ở đâu rồi? Dạ nó bị ẩn ở đâu rồi đó. Em kiếm lại đi nha. Rồi Dạ. từ từ có gì nếu như mà trường hợp của em á bí quá thì xíu nữa em sẽ liên lạc với số của anh sẽ hỗ trợ sau nha. Tại Dạ em cũng. mình cũng đang hết giờ. Cái số điện thoại liên lạc qua Zalo nha, 097 Dạ dạ đợi đợi em 317 xíu đi ạ. 097 317 097 317 4567. 4567. Rồi, các anh chị khác có ai bị vướng không ạ? Rồi nha, bây giờ các anh chị về thực tập nha, để ngày mai là mình cũng có tiếp tục có cái lớp thiết kế web. Thì cái thiết kế web đang là một trong những cái nhu cầu cực kỳ là cần nha các anh chị, nhất là cái web đơn này để mình quảng bá cái thương hiệu, cái sản phẩm hoặc là quảng bá cá nhân về công ty shop của mình lên trên internet nha các anh chị, trên các cái mạng xã hội để mình làm gì tạo cái phễu để mình thu khách hàng. Dạ cho em hỏi anh tên gì ạ? Anh tên Cần nha. Dạ anh tên Trần. Dạ em cảm ơn. Và có gì em thắc mắc chỗ này em gọi anh. Em nhắn qua số Zalo anh chỉ cho mẹ em nha. Rồi ok. Dạ rồi em cảm ơn anh ạ. Rồi chiều nay mình ngưng ở đây nha các anh chị.
Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái bài này. Mình cố gắng mình thực tập cho được hai cái section đầu tiên nha các anh chị. Nói chung là cái section đầu tiên á, section intro á, mình tập ra mấy cái nút đó, rồi bắt đầu ngày mai mình sẽ được học tiếp, học nguyên tuần nha các anh chị. Ngày nào cũng sẽ có lớp Lady Bay. Rồi, bây giờ sẽ là cô Thùy phải không cô Thùy? Hình như cô Tháo bị ngưng rồi. Chị Thùy ơi, cái phần này là đến em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái website xịn như là website Tiki gì đó, nhưng mà có điều là cho mọi người thư giãn 5 phút đi, rồi nãy giờ em bật nhạc để cho lớp mình thư giãn một chút để sau đến phần hướng dẫn của thầy Dũng về thiết kế web nha, cả nhà thư giãn một chút nha. Rồi hôm nay sẽ tạo một cái web xịn như là web Tiki á, anh chị nào có nhu cầu mà làm về cái web gì đó nhắn cho Dũng đi nha. Dũng thực tế Dũng làm cho coi luôn nha các anh chị. Nutimilk 100% sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên đã có mặt tại Việt Nam. Bang qua bao đại Lazada 11 tháng 11, một ngày siêu to. Lazada hôm nay siêu to, mua ngay gì? Dạ rồi, mọi người có nghe rõ không ạ? Nghe rõ mình nhấn phím 1 nha. Rồi, trước khi vô cái mình rút thăm trúng thưởng luôn. Ở đây có 40 anh chị, mỗi người một con số đây. Ai rút trúng thì Dũng sẽ tạo ra một cái web tặng cho người đó luôn trong buổi học ngày hôm nay nha. Rồi mỗi người một con số nhanh các anh chị, 1 đến 40, bỏ nha, mấy cái con số kia là bỏ. Rồi ai trúng là Dũng sẽ làm một cái web cho người đó luôn nha, làm tặng cho người đó luôn. Rồi ok, nhanh nha các anh chị. Hôm nay là sẽ rất là hay ho và cực kỳ xịn sò. Chị nào có muốn mình có cái web giống như là Thế Giới Di Động hay là Tiki không các anh chị? Dạ muốn anh. À rồi ok. Chắc chắn học là sẽ có. Dạ. Nhưng mà điều quan trọng là tưởng không dễ mà không ngờ lại là dễ không tưởng. Mình cứ nghĩ là chắc phải làm một cái web vậy chắc nó phải hoành tráng lắm, nhưng mà không ngờ là nó lại dễ không tưởng, ai cũng có thể làm được. Rồi ok, chúng ta xong số nha. Rồi Dũng sẽ bắt đầu bấm, bạn nào có thì hú lên cái nha. Số 1 đến số 40, 41 đi. Rồi 17, có ai có không anh chị? 17. Ok, 17 không có, tiếp tục. Số 1. Số 1 có hai người có nha, Phi Yến và Ca Táp gì đó. Ba người đi. Bạn Phi Yến cho một con số đi, bạn Phi Yến cho một con số. Bây giờ số 1 đến số 3 bạn chọn số nào? Tại vì có hai người chọn số 1. Có ba người đúng không ạ? Có ba người đúng không? Vậy thì 1 đến 5 đi, mỗi người chọn một con số. Những người mà số 1 á, cho từ 1 đến 5 mỗi người chọn một con số nhanh các anh chị. Rồi Phi Yến số 2. Ca Táp gì đó số 4 đúng không? Rồi còn một người nữa thì phải. Chị Thùy số 3 hả? Ừ chị số 3. Rồi ok em bấm nha. Sao nó đứng rồi? Rồi số 3 ok. Rồi chúc mừng chị Thùy. Chị Thùy ơi, chị muốn làm về web và cái gì Thùy? Chị nhắn lên đi, về ngành nào luôn đi. Em trong buổi hôm nay em làm cho chị cái hay ho xịn sò luôn. Em vào bảo hiểm luôn, đỉnh. Bảo hiểm. Đỉnh của đỉnh luôn. Được chưa? Rồi ok, bảo hiểm đúng không? Rồi chờ em chút xíu. Bất ngờ quá. À trước khi đấy thì mời mình nhắn các bạn mà có cái tên nick để chữ Joy, info
iPhone rồi VN, BV các bạn đổi tên cho đúng nhá, nếu không thì sẽ bị out Zoom đấy ạ. Và đây chúng ta học phải để đúng tên của mình nhá. Dạ rồi, các anh chị có 2 phút nha, các anh chị có 2 phút để làm cái gì đó. Rồi và thường á Dũng, mỗi lần mà Dũng dạy á thì mình sẽ tắt hết các cái mic nha, nên mọi người có thì cứ trao đổi bên trong đó thôi. Có 2 bạn vẫn chưa đổi tên. Được rồi. Thôi cứ để cho các bạn cũng được các anh chị. Rồi hôm nay thì ở đây nhóm của mình lần đầu tiên nó được nghe Dũng hướng dẫn nhóm thứ 1 đi các anh chị. Lần đầu tiên mình anh chị ở đây chắc cũng có một số anh chị được học rồi, nhưng mà một số thì chưa được học. Rồi thì lời đầu tiên xin chúc mừng các anh chị nha, tại vì lâu lắm rồi mình mới dạy lại. Khoảng 2 tuần rồi, trước giờ là để và hôm nay là cái buổi đầu tiên Dũng dạy về những cái liên quan đến cái website các anh chị, nên có phần là hơi bỡ ngỡ chút xíu, lần đầu nào cũng hơi bỡ ngỡ, nên có gì không phải thì các anh chị bỏ qua cho nha. Rất là rung. Rồi ok. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ nói là mình đây là một cái nền tảng của một cái trang. Trang này có tên là web miễn phí. Đúng không ạ? Rồi thì các anh chị nếu mà lỡ bị đá ra hay là gì đó, mình còn có một cái link YouTube nữa nha. Dũng sẽ gửi cái link YouTube cho các anh chị. Rồi thì ở đây mình cái nền tảng này nó đã có mười mấy năm rồi, và ngày xưa lúc mà mình mới khởi nghiệp mình cũng sử dụng cái nền tảng này, và cho đến ngày hôm nay thì nó gần như là nó hoàn thiện tương đối là khá là tốt rồi, nó có đầy đủ hết, và mình là một trong những cái đại lý của cái này. Mình qua quá trình sử dụng thì mình làm đại lý của họ, và mình đang cung cấp các cái website cho các anh chị, và họ có một cái rất là hay là họ sẽ cho phép là demo, có nghĩa là sử dụng tài khoản miễn phí vĩnh viễn luôn. Nhưng mà có điều cái dung lượng của nó hơi ít là một, với lại thứ hai chị để học tập thôi nha các anh chị. Các anh chị mà muốn kinh doanh á thì các anh chị muốn trỏ tên miền hay là cái gì đó thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải mua nha. Thì tí nữa giá như thế nào thì mình sẽ nói chút sau. Rồi ok, bây giờ cần một số thông tin nha anh chị. Rồi sơ lược một chút xíu nè, gần như ở trong này nó có khoảng là hơn 500 mẫu website, nó rất là đa dạng. Gần như là nãy mình nói là làm như một cái website xịn như Tiki là nói thật nha. Đây, cái website này nè, nó rất là đẹp, bấm vô một cái là nó biến thành luôn đây, cái mẫu của nó như thế này các anh chị. Đó, giống Tiki không? Và việc của anh chị là nhấn nút kịch 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 cái là mình có cái web này luôn, là mình xài luôn. Và công việc của chúng ta là sao, là chỉnh sửa lại và tư duy lại một chút xíu là xong. Rất là ok, nó rất là xịn sò các anh chị. Anh chị có muốn sở hữu một cái web như thế này không? Miễn phí không? Miễn phí nha, miễn phí là nói thật luôn á, chứ không phải là nói để mà chốt sale các anh chị là cái gì đó đâu. Chỉ có điều là cái phiên bản miễn phí thì nó không có hosting, nhưng mà để học tập thì cũng rất là ok đó các anh chị. Rồi ok, việc đầu tiên của mình sẽ làm cái gì? Việc đầu tiên của mình là sẽ chọn một cái mẫu cho chị Thùy. Bây giờ là chị Thùy ơi, chị muốn làm cái bảo hiểm đúng không? Rồi em sẽ tới một cái trang mà để làm bảo hiểm. Bảo hiểm đâu rồi? À đây, ngân hàng tài chính bảo hiểm nè. Đó, cho vay. Rồi, cho vay, sao cho vay không vậy? Cho vay nè. À đây, bảo hiểm nè. Ồ, phải tín chấp. Vay. Sao bảo vay không mà không có bảo hiểm ta?
À cái này cũng bay rồi. Ồ bay nữa. Đa phần là chủ yếu là đây nè, các cái mẫu của TP Bank hay là gì nó có trong hết này hết nha các anh chị, và nó cứ update liên tục vậy đó. Bất động sản thì nhiều, bảo hiểm thì hơi khó chút xíu. Nếu mà khó quá mà tìm không ra thì mình sẽ cũng chắc chắn là có đó, chắc là nằm ở phút sau. Mình làm một cái tiki luôn cho nó hoành tráng nha. Vay 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 vay. Trời ơi, sao vay không vậy? Lại tiếp tục vay nữa rồi. À đây 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 đây, hình như đây, đây bảo hiểm. Rồi ok, bảo hiểm để một số cái thêm coi thêm nào chị thích thêm nào ha. Cổ đông thành viên thư viện, quan hệ cổ đông là không đúng à. Đây bảo hiểm thân thể nè, với lại là bảo hiểm nhân thọ nè. Nó có hai, nó hai thêm nha. Một là thêm này. Trong này thì nó là web, web nó không phải là landing page, web nó có về chúng tôi nè. Rồi nó có sản phẩm nè, nó có hỗ trợ khách hàng, nó có đủ thứ tính năng hết đó. Đó. Rồi chọn mẫu này nha chị Ý Xuân Anh nè, bảo hiểm nè. Ok. Rồi nói chung là làm bạn Ngô Văn Dương ơi, nãy đã nói rồi, ai bốc thăm trúng thưởng làm về cái web cho người đó. Được chưa? Rồi hôm sau đi bạn cố gắng đi bạn bốc thăm trúng thưởng, còn không thì tí nữa sau cái buổi này cái bạn về bạn lấy cái thêm về nha khoa, các bạn bấm kịch 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 cái là nó ra đa khoa vậy thôi. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu nha. Mẫu này là mẫu số 66. Ok, bảo hiểm nhân thọ. Mọi người chờ chút xíu ha. Thực ra thì có hai cách. Cách thứ nhất là mình chọn đại một cái mẫu rồi sau mình vô trong đó mình sửa cũng được. Hai là chọn ngay đầu tiên. Ủa nó chạy đi đâu mất tiêu à? Insurance. À đây. Ừ. Rồi mình mới đăng ký ha. Rồi tạo cái web. Rồi có trục trặc chút xíu các anh chị chờ khoảng 1 phút thôi, 1 phút là xong. Rồi ok, mình sẽ đăng ký cho các anh chị nha.
Bây giờ đăng ký là tài khoản nè. Đầu tiên là cái tài khoản nha. Để có gì mọi người thì ở đây nó sẽ không có công khai minh bạch luôn đi ha. Thì anh chị nào làm cho chị Thùy thôi thì các anh chị có thể vào thẳng trong đây để mà các anh chị không cần đâu nha mọi người. Mấy cái này miễn phí nên thích thì vô đó chọn thôi. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho chọn. Còn mình là cái đại lý nên mình tạo ra cho các anh chị là nó khác. Rồi tài khoản là chị. Tài khoản là ngày hôm nay là ngày nhiêu? Ngày 1 tháng 11. Trời số đẹp quá vậy. Mùng 1. Âm lịch nữa chứ. 2021 nữa. Nhiều số 1 quá vậy. Rồi chúng ta. 202112. Có 102. À, rồi ok. Vậy là bảo hiểm nhân thọ có 102 đúng không? Anh nghĩ bảo hiểm thôi. Rồi 102. Rồi đúng ngày 102 luôn mật khẩu. Rồi mật khẩu thì chắc để cho nó dễ đi 12. Ngày mật khẩu lấy ngày hôm nay luôn đi ha. 011121. Rồi ok. Rồi để ghi cho mọi người trên đây luôn đi cho nó dễ. Tí nữa chỏ tên miền luôn, nó không giống như landing page. Tí nữa chỏ tên miền cho các anh chị là luôn. Rồi password của mình là ngày hôm nay. À 0111 2021. À, A cộng Miss Thùy chẳng hạn. Rồi ok, password này nha. Tí nữa mọi người vẫn có thể vào trong cái web này bình thường nha các anh chị. Rồi tên miền. Tên miền bảo hiểm 102 coi thử nó có không. Hoàn tất đăng ký. Sao nó lại không chứ? Chắc là chưa có. Cái con người mua cái này rồi. Bảo hiểm nhân thọ. Là tên miền của chị được không? Chị có tên miền đúng không? Không không không, cái này tạo ra chơi cho mọi người biết thôi. Tên miền. Cứ tạo đại đi mà. Tí nữa cái nó tên miền đã có trong hệ thống, vui lòng chọn tên miền khác. Rồi ok, xong. Rồi bây giờ mình sẽ đến trang quản lý nha các anh chị. Đến trang quản lý. Trang quản lý của cái này mình chỉ cần xẹt, mình xẹt là đăng nhập là được rồi. Nó sẽ vào cái trang quản lý. Đăng nhập. Rồi password của mình là cái này nè. Mình có thể gửi cho các anh chị cái trang admin luôn. Các anh chị về tí nữa thực hành trên máy luôn nha. Rồi password của mình là cái này. Có 102 đây nè. Ban đầu đừng có lấy hoay gì hết á. Cứ ngồi xem mình làm thôi. Xem mình biểu diễn thôi các anh chị. Không có vấn đề gì hết. Thì tất cả những cái xử lý của cái admin này nó hơi sẽ hơi khác khác so với nó sẽ hơi khác khác so với cái landing page nha các anh chị. Có nghĩa là nó sẽ có cái trang quản trị bên trong. Được không? Nó không giống như landing page là làm tới đâu là xong tới đó. Mà nó sẽ có những cái trang quản trị giống như thế này. Nó sẽ có trang quản trị. Và chúng ta thì chúng ta vào chúng ta chỉnh sửa thì cái có sẽ có trang hướng dẫn nha. Mình không biết cái gì đó thì mình có thể coi cái trang hướng dẫn đây nè. Đây, đây là cái trang hướng dẫn. Ở trong này nó có hết các cái thuộc tính, ví dụ như thêm sản phẩm, post bài như thế nào đó. Thì mình sẽ nói nha, việc đầu tiên số 1 các anh chị lấy giấy viết ra. Số 1. Số 1 là quan trọng nhất trong tất cả các cái loại quan trọng. Anh chị note lại nha, vài bữa nữa trong học cái này là một chuỗi bài nên á, nên cái yếu tố là số 1 của làm web á là phải biết. Đó chính là backup. À, trong tất cả các cái học nè, cái số 1 là phải biết backup. Backup là sao? Backup có nghĩa là khi mà mình làm xong mình tạo ra một cái backup số 1 đi, mình gọi là backup số 1. Thì lỡ mà mình có ngu, mình làm sai hay là cái gì đó các anh chị, cái mình nhấn nút là ok, cái là nó tự động nó trả về cái backup số 1 này. Các anh chị hình dung không? Có nghĩa là nguyên một cái ngày hôm nay là mình ngồi mình làm web cái này, cái mình bấm nhấn nút thì nó sẽ ra là cái backup số 1 nè. Và cái này có thể download về máy tính. Thì lỡ mà mình có tấy máy hay gì đó, mình ngày mai mình làm website, mình có tấy máy, mình có hư một cái gì mà mình không chỉnh được thì nhấn cái nút backup số 1 này thì lập tức nó sẽ trở về lại cái thời gian mà mình đã build cái web này. Ok ha, vậy
cái số 1 các anh chị đã hiểu chưa? Hiểu nhóm thứ 1 ví dụ đi. Rồi mình sẽ làm thực hành cho các anh chị coi. Có hiểu không ạ? Rồi, cái quan trọng nhất trong tất cả các quan trọng là cái backup. Có nghĩa là khi mà mình làm xong cái mình nhấn cái nút backup đó, nó sẽ backup lại thành một cái file mà chúng ta có thể download về. Lỡ website chúng ta làm có sai hay là cái gì đó, chúng ta giống như Firefox á, chúng ta nhấn nút một cái nó sẽ trở về cái thời điểm mà mình backup. Được không ạ? Rồi thì cái tính năng backup nó nằm ở đâu? Tính năng backup nó nằm ở đây. Đầu tiên là số 1 là vào hệ thống nè. Trong chúng ta backup. Anh chị thấy chỗ này chưa? Backup và khôi phục nè. Thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ bấm là đồng ý thì nó sẽ backup lại cái web này. Và lỡ mà đây là cái thời gian backup của nó là ngày bao nhiêu là lúc. Đây là cái file này và chúng ta có thể download cái file này về máy nha. Là lỡ website mình có hư hay gì đó mình bấm cái backup một cái là xong. Rồi bây giờ vào website cho các anh chị coi nè. Vào website, đây là cái website của mình. Thì giả sử như là trong cái website này mình đó, tự nhiên mình ngáo ngáo đi ha, mình thay đổi một cái tính năng nào đó trong này, cái mẫu cài đặt nhanh nè. Giả sử như là mình muốn biến thành một cái giao diện khác như là giao diện của Tiki đi ha, cho nó hoành tráng. Đây giao diện của Tiki. Chỗ này nhiều lắm, có đây giao diện của Tiki này, giả sử như là mình biến cái giao diện ra Tiki đó nè. Rồi ok, thì khi mà mình vào trong website lại nó y chang như cái web của mình, bảo hiểm nhân thọ 102 giống y chang web Tiki nè. Các anh chị thấy chưa? Nhưng mà bây giờ mình nó không thích nữa. Mình thích là trở lại cái file backup này á các anh chị. Thì dễ lắm, mình mới vào lại cái chỗ mà backup nè. Vào lại cái chỗ backup nè. Đó, cái mình bấm ngay chỗ này nè, mình bấm chữ ok, cái là nó sẽ trở về lại cái thời gian mà mình đã backup ở đây. Bấm nút ok đồng ý. Anh chị chờ khoảng vài phút. Cũng nhanh lắm, 1-2 phút thôi là nó ra lại cái web cũ. Đó, anh chị thấy web này xài dễ xài không? Lỡ mà có ngu ngu cái là mình bấm nút backup cái là nó trở lại. Thì trong quá trình làm, cứ mỗi ngày sau khi làm xong anh chị backup lại một cái file là xong. Đó, nó khôi phục nhanh lắm. Bây giờ vào website lại coi. Đó, nó lại trở về lại cái giao diện cũ nè anh chị. Và trong này thì tính năng của nó tương đối là khá nhiều. Mình sẽ đi qua một chút về tính năng của nó nha. Tính năng thứ nhất là tính năng là nó có thể chỉnh sửa trực tiếp trên website nè. Ví dụ như ngay chỗ này quản lý nè. Mình bấm vô là quản lý trực tiếp luôn, là tới chỗ nào là anh chị sửa tới chỗ đó. Ví dụ như bảo hiểm nhân thọ bạn có thể quan tâm. Bấm vô đây sửa luôn. Là ngay chỗ này nè. Giữa vô vàng lựa chọn. Chúng tôi cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, sửa chỗ này. Giữa vô vàng sự lựa chọn. Biết Thùy chẳng hạn đi ha. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của Thùy, ví dụ như vậy. Rồi ok, bấm lưu cấu hình một cái, bấm ra đây xem lại. Vào website lại ta thấy là cái chữ Miss Thùy ở đây rồi. Đây à, giữa vô vàng sự lựa chọn Miss Thùy, cảm ơn bạn đã quan tâm sản phẩm của Miss Thùy. Đó, được chưa? Thì sửa cái này nó cũng khá là đơn giản, không có gì khó. Ví dụ như tạo dựng tài sản đầu tư hiệu quả, muốn sửa ngay cái chỗ này thì bấm vô đây sửa thôi, rất là đơn giản. Cái hình thì mình bấm mình thay cái hình khác. Ví dụ không thích cái hình này, chở vô đây. Đó, lấy cái hình này, thay cho cái hình đó. Rồi xong, chèn URL vào một cái là nó lập tức là nó thay. Lưu cấu hình lại. Bấm vào website thì ngay chỗ này, nó sẽ tự động nó thay cái hình này. Đó. Thao tác chút xíu cho mọi người coi vậy thôi, đừng có hoảng nha. Đừng có hoảng là sao mà nó nhanh quá là gì đó. Đừng có, chúng ta cứ cởi ngựa xem hoa trước đi, để xem coi cái web này nó có những cái gì. Thì cái web này gần như là kính thưa các loại tính năng ở trên đời là nó có hết các anh chị, không thiếu một cái tính năng gì hết. Đó, ví dụ như là tính năng vào website để chỉnh sửa trực tiếp nè, một tính năng. Tính năng thứ hai là phản hồi nè, thì tất cả những cái nó sẽ có đơn hàng. Thì khi nào mà ai mà mua đơn hàng nó giống y chang như web Tiki vậy á, nó sẽ về cái đơn hàng này. Đơn hàng này nè, ví dụ như đơn hàng xử lý nè, ngày đặt hàng bao nhiêu, là họ tên nào, cái này là đang test cho mọi người xem thôi. Mua sản phẩm rồi giảm giá bao nhiêu hay là cái gì đó là nó có hết nha các anh chị. Rồi vui lòng nha, vui lòng á, là chúng ta đang cởi ngựa xem hoa rồi từ từ mới đi vào chi tiết các anh chị. Thứ hai á là ở đây nó tích hợp luôn cả tính năng trả góp nha các anh chị. Trả góp là khi á, mà các anh chị á, liên kết với cái ngân hàng nào, ví dụ như ở đây bây giờ nó có một số cái máy bot á, là trong này nó tích hợp vô luôn. Anh chị muốn bán bảo hiểm nhân thọ mà muốn liên kết với ngân hàng á, là tích hợp cái trả góp vào trong đây được nha các anh chị.
mình sẽ review qua hết các cái tính năng nó trước đi. Rồi nó có cái mục hỏi đáp và gì, và cái thư liên hệ, form liên hệ, nó cũng giống như là landing page vậy, nó có thể tạo luôn trên web. Rồi cái menu của nó là cái gì? Menu của nó là cái này nè. Cái menu nó là cái này nè các anh chị. Thì mình sẽ, menu nó chính là các cái mà mình muốn điều hướng cho người ta, thì người ta gọi là menu, đúng không ạ? Về chúng tôi sản phẩm là hỗ trợ khách hàng, về chúng tôi là sản phẩm hỗ trợ khách hàng, chúng ta có thể thêm một cái menu gốc nữa, ví dụ như là liên hệ đi, ví dụ như vậy, liên hệ, à, đồng ý, cập nhật, thì lập tức website của mình nó có thêm chữ liên hệ nè các anh chị thấy không? À, nên cái menu này nó chỉnh cũng rất là dễ luôn, muốn thêm. Rồi bây giờ trong cái liên hệ này thì chúng ta muốn là thêm cấp con có nghĩa là nó sổ xuống. À, ví dụ như là liên hệ với chi nhánh 1, chi nhánh Hồ Chí Minh. Thêm cái. Rồi liên hệ này muốn liên hệ thêm cấp con nữa là liên hệ với chi nhánh Hà Nội. Được chưa? Thì chúng ta cập nhật cái này một cái nè. Thì vào website thì chúng ta sẽ thấy là ngay chỗ liên hệ nó sẽ sổ là chi nhánh Hồ Chí Minh và chi nhánh Hà Nội nè các anh chị. Thấy chưa? À, cái đó gọi là cấp con. Rồi cứ cởi ngựa xem hoa hết đi, đừng có sợ sệt gì hết. Sản phẩm thì trước khi mà làm bất cứ một cái sản phẩm nào, chúng ta phải có một cái danh mục, đúng không ạ? Nó giống như là cái mà Tiki vậy đó, họ có những danh mục, ví dụ như sản phẩm của mẹ và bé, sản phẩm của điện thoại, sản phẩm của TV. Rồi trong cái danh mục đó mới bắt đầu sổ ra. Lại dụ như là sản phẩm của Samsung thì bao gồm có là điện thoại Samsung, máy tính bàn Samsung, máy tính bảng Samsung. Đó, ví dụ như vậy. Thì cái đó gọi là danh mục. Được chưa? Rồi bài viết nó cũng sẽ có hai cái, đó là danh mục bài viết và chỉnh sửa bài viết, gallery cũng vậy. Được chưa? Rồi nó có diễn đàn. Nếu mà anh chị thích đó, mà làm một cái website mà có diễn đàn để vô trong đó người ta trao đổi đó, là có thể dùng cái này được luôn nè. Chức năng khác của nó thì hơi bị gớm. À, chưa kể nha, chưa kể là trong cái web này cái sản phẩm mình nó quản lý được siết nội vùng luôn nha. Có nghĩa là ở trong đây nè các anh chị mà muốn một cái web mà y chang như Lazada, có nghĩa là ship nội vùng tự tính ship á, thì đây là cái tính năng ship nội vùng. Rồi nó có cái tính năng là quản lý mãi giảm giá. Ví dụ như là mình bật cái tính năng này lên thì nó sẽ tự động tạo ra những cái coupon giảm giá voucher cho khách hàng. Đúng không ạ? Rồi, nội dung trong đơn hàng có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà khách hàng á, họ đặt hàng thì lập tức nó luôn luôn có một cái nội dung gì đó, ví dụ như là cảm ơn các anh chị đã ủng hộ shop, rồi lần sau sẽ như thế nào, bảo hành sao, ví dụ như vậy. Thì các cái đơn hàng tự động nó sẽ in ra, nó sẽ gửi về mail cho các anh chị luôn, nó cũng khá là đơn giản. Và cái này nó tích hợp vô cái Gmail của mình luôn. Rồi trong này thì nó có đây toàn bộ nè, cái này mình dùng cái mẫu này thì nó không có, có một số mẫu nó ra luôn cả các cái sản phẩm nha các anh chị coi. Ok, diễn đàn ha, các chức năng khác, các chức năng nè, thành viên và quản trị nè, trong đó ví dụ như là à bây giờ mình muốn là cái người mình có hai loại thành viên đi, thành viên thường và thành viên VIP. Thành viên thường thì sẽ được cái gì, thành viên VIP được cái gì, thì đây là chính là cái tính năng thành viên nè. Đó, vào trong thành viên mình sẽ quản lý những cái người mà đã đăng, đầu tiên người ta đăng ký user người ta sẽ được tặng quà đi chẳng hạn. Sau đó người ta đăng ký user rồi, người ta bỏ 1.200.000, người ta nâng cấp VIP lên thì người ta sẽ được cái gì, những cái thông tin gì. À, thì nó là cái phần này. Rồi phần giao diện á, thì nó có nhiều loại giao diện. Ở đây nó dễ lắm, ví dụ như là bố cục chức năng này. Bố cục chức năng nó có hàng tỷ cái chức năng ở trong này. Và nếu mà giả sử như anh chị á, muốn mà làm một cái web mà gọi như là hoành tráng chẳng hạn, là trong này nó có hết. Ví dụ như là mình muốn là có thêm một cái chức năng về, và mỗi cái này nha các anh chị muốn sử dụng á, thì các anh chị bấm vô hướng dẫn, có nghĩa là mình không biết cái gì á, giống như landing page mình bấm vô hướng dẫn cái là mấy cái này nó sẽ có video hoặc là nó có nguyên một cái bài viết sẽ hướng dẫn cho mình cái cách sử dụng cho từng cái chức năng một. Thì thật ra nó cũng không quá khó đâu, bố cục chức năng này. Thì bố cục chức năng này nó rất là hay bạn, cái này nó có thể kéo được, kéo thả được. Nên ví dụ như là ở chỗ này chăm sóc sức khỏe của bạn, người thân nè. Rồi ở đây là tạo dựng tài sản hiệu quả, ví dụ như mình thích là cái này nó nằm phải nằm bên đây cơ mới chịu, đúng không ạ? Thì mình bấm là xong, nó cập nhật thành công thì chỗ này nó sẽ bị xáo trộn liền, ngay chỗ này nè, nó sẽ chạy qua chạy lại ngay chỗ này, cái khúc này đó. Rồi tất cả những cái này nó cũng giống như là nãy thầy cần dạy, nó là những cái section thì nó nằm ở bên trong này, section nó nằm trong này, chúng ta kéo lên kéo xuống hoặc là thêm bớt nó thôi, là những cái section, cũng không có gọi là quá khó. Ví dụ như giờ mình thêm chức năng, mình muốn là cái website của mình đây là các cái chức năng là thêm nè.
sao chép các cái nhóm khác nè, rồi form tùy chỉnh nè, thống kê lượng truy cập nè. Thì trong này nó rất là hay, nó tự động đó, người vào bao nhiêu là nó sẽ thống kê. Share Facebook lên trên Google, tra cứu đơn hàng, nút gọi nhanh thì nó tích hợp Facebook, nó tích hợp chat, nó tích hợp mày, tích hợp kia, nó nhiều cái tích hợp lắm. Rồi danh sách bài viết, rồi like chatbot, rồi lọc tìm kiếm sản phẩm, đúng không ạ? RSS, RSS là như thế này nè các anh chị. RSS có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình muốn có một cái website của mình tin tức mà nó chạy từ VN Direct về, thì mình sẽ dùng cái RSS này, mình chèn cái RSS của VN Direct vào đây, là tự nhiên cái web của mình đó, khi mà VN Direct đó, nó ra một cái bài nào mới đó, là lập tức ở trên cái web của mình có một cái bài mới đó luôn. Mà web của mình rất là nhẹ, nó chỉ là dẫn link thôi. Rồi tính năng dịch tự động cũng hay nè. Dịch tự động á là nó add 190 mấy cái ngôn ngữ vào, thì website của mình cứ chọn một cái tiếng gì là tự động nó sẽ dịch ra cái tiếng đó, được không anh chị? Đó, đó là dịch tự động. Rồi tính năng thì nhiều lắm, kể không hết đâu, mình chỉ tập trung vào vài cái thôi. Ok ha, thì rồi mẫu giao diện nhanh, mẫu cài đặt nhanh nhanh là cái gì? Thì thứ nhất là mẫu này thì nó có sẵn 500 mẫu. Anh chị không thích cái mẫu nào bấm cái phát một cái là nó ra một cái mẫu khác nữa. Ví dụ như là đi qua một vòng đó, chơi chơi với các anh chị nha. Nãy có một số các anh chị đó, bảo hiểm nè. Rồi các anh chị nhắn lên cái ngành nghề đi, Dũng đó, biểu diễn cho vài cái ngành nghề cho các anh chị xem. Coi 1 phút 30 giây là nó ra cái web như thế nào nè. Anh chị nhắn lên đi. Anh chị thích ngành nghề nào, nhắn lên. Rồi tí nữa sẽ giáo dục đúng không? Giáo dục chung quá. Giáo dục gì? Dược phẩm, nhà trường nhưng mà nhà trường gì? Trường mầm non hay là trường cấp 3? Đúng không? Làm đẹp phải cụ thể, làm đẹp cái gì? Rồi bây giờ ví dụ như là mình muốn đầu tiên số 1 nè, mình muốn làm một cái trường về mầm non, thì chúng ta qua ngay chỗ này nè. Chúng ta ngay qua ngay chỗ giáo dục. Rồi sẽ biểu diễn hết cho các anh chị coi ha, giáo dục. 1 phút 30 giây là ra cái web thôi, đây giáo dục. Đó, ví dụ như là giáo dục mầm non nè. Ồ cái trường này nhìn thấy tuyển sinh tuyển xích không hoành tráng không? Bấm vô đây. Thay đổi hết bố cục, đồng ý. Rồi ok anh gái. Rồi xong, bấm ra vào website. Thế là mình đã có một cái trang giáo dục sớm, đỉnh không? Đẹp không chị gì? Chị gì vừa mới giáo dục hôm nãy đó, chị Mẫn á, Minh Mẫn á. Đẹp không chị Mẫn? Được không? Và việc của mình là bây giờ mình thấy cái nào không giống của mình thì mình thay thôi. Được không ạ? À? Ví dụ như là ở đây nè, hệ thống giáo dục. Ví dụ như là mình muốn sửa lại cái banner phía dưới của mình là hệ thống trung tâm quốc tế Sài Gòn, nhưng mà giờ là của mình, mình bấm vào đây mình sửa thôi. Giờ nó không còn là Sài Gòn nữa. Ví dụ như là nó ở đây là số 123 Trần Nhật Duật của Hà Nội đi chẳng hạn đi ha, quận Hà Đông, ví dụ như vậy. Đó thì mình sửa thôi. Rồi số chỗ này 090 gì đó 1234 số của mình. 45 gì đó, sau đó mình lưu cấu hình. Mình vào website lại thì mình đã thấy là nó đã sửa bên dưới rồi nè các anh chị. Được chưa? Đó, làm một cái web cực kỳ đơn giản thôi, có cái khó gì đâu. Rồi tiếp tục ha. Một mình sẽ đi demo hết cho các anh chị luôn. Một là giáo dục nhà trường, bây giờ làm đẹp, chị Ngát ơi làm đẹp, chị phải cụ thể làm đẹp cái gì, làm ở chân mày hay là phun môi hay là cái gì đó. Cụ thể chút xíu. Nội thất bàn ghế nè. Ví dụ như là nội thất bàn ghế ở đây là cực kỳ nhiều cái slide đẹp nha, đẹp hơi bị đẹp luôn á. Đâu rồi nội thất đâu? Nội thất. Nông sản. Ê cha cha, nội thất nằm chỗ nào ta? Góc phải chỗ gần đồ trẻ em đấy. Đây à? À rồi ok. Rồi. Rồi nhìn cho nó list series chút xíu nha. Chị nào đó nội thất nè, bấm toàn bộ đồng ý cái rồi xong, ok 1 phút 30 giây. Rồi vào website. Đó, ra nội thất nè, được không? Nhìn hoành tráng không? Rồi còn việc của mình là gì? Việc của mình giờ làm nội thất thì vào sửa thôi. Cái này nó có khung sẵn rồi, chung cư, biệt thự, phòng khách, trẻ em, nhà hàng, muốn sửa cái hình nào thì bấm vô cái góc này mà sửa thôi. Nó cứ có theo từng cái một là sửa. Đó, rất là đơn giản. Đây, còn hình ảnh như thế này thì mình thích thì vô mình bấm vô đây mà sửa thôi các anh chị. Đó. Cũng không quá khó lắm. Được chưa? Rồi. Bảo hiểm. Rồi ok tiếp tục. Bố cục chức năng. Rồi thêm ngành gì nữa đi. Thực phẩm chăm nội thất.
bàn ghế ăn đi nha. À nội thất nhưng mà phải bàn ghế ăn nữa đúng không, mới chịu. Rồi ok, ở đây hình như có nội thất, có nó chuyên môn bán bàn ghế nè. Đây nè, cái này là chuyên môn bán bàn ghế. Mà bàn ghế là có hai loại nha, bàn ghế văn phòng hoặc là bàn ghế, đây nè, giường ngủ của văn phòng nó khác nha. Nếu mà anh thích bàn ghế mà kiểu của văn phòng thì chọn cái mẫu này nè. Ở đây á, là cái bên này á, họ chuyên môn á, họ đi họ nghiên cứu cái những cái website đẹp của Việt Nam á, để họ làm, thấy không? Y chang một cái nội thất và Hòa Phát luôn, đâu có đỉnh như vậy ra, đỉnh như thế này không? Lúc đó sửa thôi, mấy cái danh mục này rồi sửa sản phẩm thôi, là xong, là thành của mình. À, muốn vô sửa trực tiếp thì bấm vô đây sửa, à, rất là đơn giản. Đó, ví dụ như là cái sản phẩm nè, toàn bộ sản phẩm nè, thì thay vì cái ghế đó đúng không, mình vô đây cái bàn này mình sửa thành của mình, thành cái hình ảnh của mình. Nó đã phân loại ra sẵn là ghế giám đốc nè, ghế gì, danh mục sản phẩm. Đó, đã có phân bổ ra hết rồi. Đó, rồi sản phẩm giá cả nào update như thế này, nhập vô là xong. Rất là đơn giản, đúng không? Trời quá dễ, không có cái gì mà phức tạp cả. Rồi tiểu học, chăm sóc, vé máy bay, chăm sóc da đúng không? Rồi chăm sóc da thì ở đây á, tương đối là hơi bị chăm sóc da là hơi bị nhiều. Spa nó, trong đây á, là mẫu về spa là nhiều nhất. Ai mắc tin nó chỉ dùm coi spa nó nằm chỗ nào các anh chị. Thực phẩm chức năng, bất động sản, vé máy bay. Thôi vé máy bay trước nha, thấy cái gì thì làm cho các anh chị. Đó, vé máy bay nè. Vé máy bay có những cái trang nó làm cực đỉnh luôn á. Nó làm đúng giống y chang như là cái trang của Vietjet á, cũng có nữa. Đây, ví dụ một cái mẫu này đi ha. Đây nè. Hay ho xịn sò. Để coi mẫu nào phải đẹp kinh điển mới được. Đây, ví dụ như vé máy bay nè. Đầy đủ tính năng vé máy bay cho book lịch, book list đều có luôn nha. Các cái tính năng liên quan đến book lịch có luôn. Đó, vé máy bay nè, thấy không? Tour du lịch trong nước và ngoài nước nè. Tour du lịch nè, các loại tour nè. Đây là du lịch rồi. Bán vé máy bay cũng có. Bán vé máy bay là rất rất là nhiều cái mẫu về vé máy bay. Mà không biết, từ từ chắc để kiếm chút xíu mấy anh chị ơi. À, khách sạn spa ngay cạnh du lịch máy bay đấy. Khách sạn spa trang ngay cạnh du lịch về máy bay đấy, góc phải dưới nội thất ấy. À đây gì đây, à, đây du lịch nè. Bên cạnh khách sạn đấy. Khách sạn spa. À, khách sạn spa. Rồi chị nào làm đẹp spa đâu? Đấy. Siêu đỉnh, siêu đẹp nè. Đó. Giờ mình muốn hành tá tràng đúng không? Vô đây cái là 1 phút 30 giây làm đẹp nè. Đó, spa nè. Ổn áp chưa? Đó, có sẵn luôn rồi đó. Hình ảnh thì muốn sửa như thế nào đó thì chúng ta đã có kho Bitbed rồi, chúng ta đã có đi học với thầy Cần rồi. Thì mấy cái này dễ lắm, các anh chị muốn sửa cái này thành của mình đó làm sao? Lưu cái hình ảnh này, về. Sau đó lưu cái hình ảnh này về xong rồi dùng Canva, rồi dùng Photoshop, chỉnh sửa chút xíu. Ví dụ như thay vì interview cái này, mấy cái này nè. Các anh chị dùng Photoshop, các anh chị xóa cái khúc này đi, cái chèn thành của mình, rồi xong. Đó, ví dụ như là gắn cái logo của mình vô. Spa của Mít Minh Thùy, ví dụ như vậy. Là chúng ta đã có một cái web của chúng ta rồi, có khác gì đâu. Đúng chưa? Đó, và mấy cái hình này thì đem về sửa thôi, chả có gì hết, sửa chèn thêm cái của mình là thành cái web của mình, được không các anh chị? Và trong đây thì thường những cái web này nó là website nha, nên cơ bản là nó sẽ đầy đủ các cái tính năng, ví dụ như trang chủ nè, giới thiệu nè. À, tại vì chưa có cập nhật thì nó sẽ có những cái bài giới thiệu, nó có sẵn một số cái bài trong này rồi, tin tức nè, rồi liên hệ có form, mình có thể chèn thêm cái bản đồ bên dưới này nữa các anh chị. Đó. Rồi vé máy bay, thực phẩm bảo vệ chức năng, chung chung quá, phải cụ thể thực phẩm gì. Rồi kích thước của trang bìa dễ lắm các anh chị. Cứ một cái trang bìa giống như vậy anh chị lưu về trong máy tính thì nó sẽ ra kích thước. Và từ cái kích thước đó mình mới đem á, mình ném vào trong cái còn không á thì nó như thế này là cũng được. Ví dụ như là danh sách của ảnh, là danh mục ảnh á. Thì tất cả những cái ảnh của mình á là nó đều có, khi mà anh chị mà import hay là gì đó, nó sẽ tự nó ra kích thước cho mình coi là nhân nó nhân bao nhiêu như thế nào. Còn không á, mình download xuống á, là mình bấm property là nó cũng ra được. À. Rồi nhà trẻ đúng không? Tất cả những cái này là chuẩn sale nha, form này là cực kỳ chuẩn sale luôn. Chuẩn sale là mình thay đổi ở trong này luôn là các anh chị. Web này là web hơi bị tối ưu hóa sale, các cái gì, các cái thẻ mà khi mà các anh chị mà muốn làm chuẩn sale á
các anh chị sửa mấy cái thẻ này nè, thẻ header nè, đó, trong trang chủ là thẻ body nè, là mấy cái này nó sẽ tối, hoặc là nó sẽ có nguyên một cái công cụ để tối ưu hóa xe luôn là cái này nè. Đó, mình sẽ nhập những cái thông số này vào, ví dụ như là bài viết mình muốn cái từ khóa của mình là cái gì, nhập vô hết, thì ở đây nó sẽ có nguyên một cái bài để mà hướng dẫn. Chúng ta bấm vào đây nè, hướng dẫn về chuẩn sale nè, cách làm sao để chuẩn sale, cách thứ nhất, cách thứ hai, cách thứ ba như thế nào. Rồi, tạo tiếng Việt không giấu sao, có nguyên một cái bài để hướng dẫn cho các anh chị cái web này chuẩn sale. Nên thực ra những cái người mà người ta đi lập trình làm web chuẩn sale rồi, nó gọi là nó hơi tưởng cái gì ghê gớm, nhưng thực ra nó chả có ghê gớm gì. Nếu mà dùng cái web này cứ làm theo đúng nó chỉ thôi. Đó, cắm vô mấy cái thẻ này là xong, không có cái gì đâu, cũng đơn giản mà. Thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe đúng không? Rồi, ok, number one, thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe. Rồi, tất cả cái này là sẽ có gì? Sẽ có danh mục hết cho các anh chị. Anh chị mà có cái website như này miễn phí, anh chị sướng không? Mua thêm tình miền 200 ngàn nữa trở về được không? Ổn không? Ổn không các anh chị? Ổn hay là quá ổn? Cái này thì mình đã xài cái này tới mười mấy năm, mình thấy cũng là tương đối là hơi bị xịn. Rồi thêm cho một anh chị nha, thêm một anh chị nữa là thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng nè, phụ kiện nè, đồ uống. Thực phẩm chức năng đâu rồi? Lấy gì con? Thực phẩm chức năng. Đây các anh chị. Đó, ví dụ như rượu sâm Hàn Quốc nè, rồi làm đẹp hay là cái gì đó. Đây, các anh chị nào mà muốn kinh doanh mà mấy cái thực phẩm chức năng nè, rượu sâm Hàn Quốc nè, thử ngay nha. Cũng nhiều lắm, nói chung là mẫu của nó tới 500 mẫu rồi, ta hồ mà lựa chọn. Đó, anh chán không? Rồi, ví dụ như là liên quan đến, đây là các cái mẫu ăn uống nè, Made in. Rồi mình muốn đưa hình riêng của mình thì cũng dễ thôi, chẳng có khó gì đâu mà. Đã, nãy đã nói rồi. Ví dụ như là khi mà mình muốn sửa cái website này nè. Mình muốn sửa cái website này, làm lại cho mọi người coi nha. Vào cái website này, muốn sửa một cái website này, bấm vô ngay chữ mục này nè, quản lý trực tiếp nè. Thì muốn sửa cái hình nào mình sửa cái hình đó thôi. Đúng không? Ví dụ như sửa ngay cái hình này nó biến thành của mình đúng không? Tới chỗ nào mình muốn sửa cái gì thì mình sửa cái đó. Ví dụ như là hỗ trợ đây, hỗ trợ cái này. Mình muốn sửa là cái tên đó là tên của mình. Thì chỗ này hỗ trợ thì nó không là phải là 1234567 mà là số của mình thì là 0973621123. Ví dụ như vậy thì mình sửa, mình bấm lưu cấu hình thì lập tức là nó ra theo cái chỗ này là 097 là 3621123 đúng không? Đó. Vậy còn mình muốn sửa ngay chỗ này là hotline. Hotline là ví dụ như số Gmail của mình đi. Trần Anh Dũng đi. 0712@gmail.com. Đó, các anh chị bấm lưu cấu hình rồi mở vào website đó thì chúng ta có gì, hotline nè, Trần Anh Dũng 0712@gmail.com, xong. Đó, cuộc sống nó rất là đơn giản đúng không các anh chị? Còn mấy cái này là ruột gạo, ruột chuối hay là cái gì đó, thích cái mẫu này nhưng mà mình không có bán được cái này, bán được các sản phẩm khác thì thay thôi. Thấy nó cũng cực kỳ dễ. Ví dụ như thay nè, vào trong này tất cả các sản phẩm import toàn bộ nè, mình muốn thay cái sản phẩm này thì mình bấm vào đây mình sửa thôi. Thì cái này là cái ảnh của nó, thì giờ mình không thích, mình thay bằng cái ảnh của mình thì chọn tên. Đó, cái ảnh nào đó, ví dụ như là ảnh. Dù mình thay cái ảnh đó là thành ảnh của mình đi, bấm ok nữa. Rồi, ra cái ảnh này, xóa cái ảnh này đi. Là xong, lưu thông tin. Thì lúc này á, lúc này refresh lại thành cái ảnh của mình nè. Rồi đó, mô tả nè, thành phẩm rượu gạo như thế nào, cải thiện làn da, tốt cho sức khỏe, gì đó.
là xong, lưu thông tin đó, rồi nó sẽ co giãn theo giao diện Mobi nữa, rồi nó đủ thứ đó các anh chị. Ở trong đây anh chị muốn thêm cái gì đó thì thêm, ví dụ như là giảm giá rồi rồi chế độ giảm bao nhiêu phần trăm rồi như thế nào nhiều đó đó. Rồi sau đó thì giá bán ở trong đây các cái loại nào, ví dụ như mình muốn làm cho nó ảo ảo một chút xíu đi, ví dụ như là bất chợt ở đây nó có bao nhiêu, mình muốn là à cái này hiện lên đó là 12.000 người xem chẳng hạn, mình thế vô đây là 12.040 người xem đi, mình cập nhật nó một cái thì lập tức ở trên trên cái của mình nó sẽ cập nhật đó là bao nhiêu, là tới 1.204 người xem, nó cũng hơi ảo ha, cập nhật thành công này. Rồi anh chị thấy là cái sản phẩm rượu gạo này, rượu gạo gì đó Sunny gì đây nè, anh sẽ ra đó cái trang nè, giá như thế nào, mua hàng, mua hàng thì khi mình bấm mua hàng thì lập tức nó sẽ vào giỏ hàng, thì khi mà bấm nhập vào giỏ hàng như thế này, xem giỏ hàng nè, và lúc đó giả sử như mình muốn thanh toán nhập tên vào nó như thế nào đó, số điện thoại 0981234567 rồi lời nhắn gửi tôi gấp đi, thì mình bấm tiếp tục cái nè, thì lập tức là trong cái trang của mình gửi đơn hàng và thanh toán nè. Ok, ở đây nó cũng tích hợp với nhiều cái cổng thanh toán lắm các anh chị, thì vào trong cái qua trang quản trị của mình á, chỗ đơn hàng nó sẽ ra cái đơn hàng, được không, Mr. Dũng nè, đó, mua hàng vào ngày nào, ngày nào, ví dụ như khi mình khách hàng mình đã giao hàng hay gì đó ở giai đoạn nào mình đã xử lý rồi, mình bấm vào đây là đã xử lý nè, nó có mấy cái sự lựa chọn là đã xử lý và cho vào kho, chưa liên hệ được nè, đã hủy nè, chờ đơn hàng, đang đóng gói, đang giao hàng, ví dụ đang ở giai đoạn đang giao hàng thì mình bấm đang giao hàng đó, ví dụ như vậy. Rồi ok, bây giờ mình đã qua một vòng rồi đúng không? Bây giờ chúng ta lại tiếp tục những cái lưu ý. Anh chị thấy có tuyệt vời không? Nếu mà giả sử như bản thân mình tự làm một cái web mà xịn giống như thế này, miễn phí, anh chị thấy tùy con tuyệt, nhấn phím 1 cái đi, 6 8 7 9 gì đó cho nó hào hứng lên chút xíu. Hay là quá xịn. Xịn hay là quá xịn? Quá xịn. À, quá xịn luôn đúng không? Trời ơi, mình cứ nghĩ là chắc phải làm những cái web giống như Tiki hay là Vietcombank hay là gì đó, chắc là phải nghìn cả bao nhiêu tỷ mới làm được cái web. Không ngờ hôm nay học cái lớp này mới biết, phát hiện ra một điều là không mất đồng nào vẫn làm cái web giống như thế nào. Trời ơi, kinh dị quá. Quá quá kinh khủng, anh chị. Ở đây nó nên nhớ là trong này nó hay ở cái điểm là giao diện á, thì là nó cho miễn phí. Tất cả các cái giao diện và chỉnh sửa này miễn phí hết. Nhưng mà anh chị muốn duy trì á thì anh chị phải mua cái hosting vậy thôi, được không ạ? Hosting thì khoảng 1 triệu một năm đó, nên á, ở bên mình á, thì nếu mà anh chị á, mình là đại lý bên đó, anh chị mà muốn ví dụ như là muốn sử dụng như cái web này á, thì bên mình sẽ hỗ trợ cho cái việc là hướng dẫn sử dụng luôn, tại vì thật ra Dũng có 10 năm về làm những cái này rồi các anh chị, nên dẫn đến một điều á là cần á, sau này mình sẽ đào tạo ra một cái nhóm hỗ trợ các anh chị, ví dụ như cái khúc nào không biết xử lý làm sao, cứ chúng ta tuần như vậy là ngày nào chúng ta cũng sẽ có cái web này. Các anh chị làm không được, giống như là các anh chị học về Photoshop á, không à, mua hot thì mua qua bên mình luôn, mình là đại lý của bên đó, thì bên đó nó sẽ mình sẽ hỗ trợ hết cho các bạn từ đầu đến cuối ha. Còn nhiều thôi, nhiều cái nữa chứ không phải là một cái nha. Rồi đừng có nói là web miễn phí, mà miễn phí không có cái gì trên cuộc đời này miễn phí đâu các anh chị. Trên đời này chỉ có một thứ miễn, có hai thứ miễn phí, một là mưa và hai là cướp chim, vậy thôi. Và hai cái đó nó cũng đều làm cho mình ướt, được không? Đó, nên đó chùa cũng không có miễn phí đâu nha các anh chị, đúng không? Đến đi vào trong chùa thì lâu lâu cũng phải từ thiện chút xíu, cũng phải đóng góp tí. Còn nếu mà mình đi chùa mà mình cứ vô xin hoài mà mình không có chịu làm công quả, mình không có gì á, thì xã hội mà cứ ai cũng giống như mình chẳng hạn, thì làm gì còn chùa, đúng không? Nên về cơ bản thì 99,99% là người ta đi chùa người ta cũng từ thiện, cũng giống như các anh chị ở đây vậy đó. Ở đây tôi tạo ra môi trường để cho rất là nhiều thầy cô giáo vào đây dạy, thì cũng anh chị vui lòng thay vì đi qua web miễn phí nâng cấp thì thôi mua của Viện Đào tạo Bách Khoa, giá nó cũng như nhau thôi, thì hỗ trợ nhau cùng kiếm sống.
thì lúc đó mới gì, mới các thầy cô mới có tiền đó, mới hào hứng lên đó để hỗ trợ cho các anh chị đó, đúng không? Rồi bạn Thảo Vy ơi, bạn nếu mà bạn đã có hot trên Inet thì bạn qua Inet bạn chơi nha. Ở đây là hot ở trên web miễn phí của web của bên mình. Rồi thì nếu mà anh chị mà đã có hot rồi thì các anh chị có một cái giải pháp khác, đó là tự mua cái WordPress về rồi xong rồi tự gắn lên, tự chạy vậy thôi. Và anh chị mua chỗ bên nào? Ở đây ví dụ như mình thu phí để làm gì? Là trong cái phí đó có phí hỗ trợ các anh chị. Chính vì vậy anh chị đã mua, lỡ mua chỗ nào thì anh chị qua bên kia nhờ người ta hỗ trợ, được không? Cái nào nó ra cái đó nha các anh chị. Mình cái nào mình ăn là mình ăn, cái nào mình cúng là mình cúng, nó rất là rõ ràng về mặt quan điểm, đúng không ạ? Đó, thì nó cũng rẻ thôi, cũng chả có mắc gì đâu. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai. Phần thứ nhất là xong nha. Chúng ta sẽ có các phần. Phần số 1 là phần gì? Phần số 1 là phần nhớ làm cái gì cũng vậy. Chúng ta làm cái file backup lại. Thì lỡ mà chúng ta có phá cái này cái kia, lỡ mà có ngu là sao các anh chị? Ngu là gì vậy? Ngu là không bao giờ bỏ cuộc đúng không? Never gì? Give up đúng không? Tiếp tục. Ngu có nghĩa là lỡ mình có ngu thì sao? Thì mình backup lại cái là xong. Nó giống như là file gốc của máy tính vậy đó. Bước số 2. Trong tất cả những cái này thì quan trọng nhất vẫn là menu. Menu các anh chị. Menu là thực đơn đúng không? Mình phải biết là cái menu của mình trong cái website của mình cần cái gì. Ví dụ như là các anh chị đang làm về cái ngành gì, ngành bảo hiểm. Thì sau khi mà mình sẽ lên trên mạng mình xem cái mục của họ. Ví dụ trở lại cái bảo hiểm của chị Thùy nè. Cái số 2 cần phải học đó là cái menu. Thực ra nó nhiều tính năng lắm nhưng mà nếu mà tư duy chút xíu thì nó cũng dễ. Đây là menu của người ta nè, ví dụ như là trang chủ nè, chính sách nè, tuyển dụng nè, tin tức nè, liên hệ nè. Đó, đây là người ta gọi là cái menu. Được không ạ? Thôi để đổi lại cái giao diện của chị. Bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ đâu rồi? Sao tự nhiên bị hoa mắt không biết bảo hiểm chỗ nào ta? Sao chị? Chỗ nội thất lùi lại, hoa tươi. Đó. À đây, ok. Mẫu này. Mẫu này đúng không chị? Vào website nè. Thì á, như thế này gọi là gì? Gọi là menu nè chị thầy. Về chúng tôi là sản phẩm là hỗ trợ khách hàng, đúng không? Thì bây giờ ví dụ như là cái menu của mình cần có thêm một cái gì? Giả sử như là mình cần có thêm là liên hệ. Cần có thêm chữ liên hệ. Thì như thế này gọi là menu. Cái cấp này gọi là cấp mẹ. Cấp mẹ nha. Thì trong cái cấp mẹ này ví dụ như là mình cấp mẹ của mình á là cần có một cái menu là thêm các con là liên hệ, nhưng mà liên hệ với đâu? Liên hệ với lại văn phòng miền Nam, nói ví dụ như vậy. Đúng không? Và liên hệ có một cái gọi là văn phòng miền Bắc. Thì trong văn phòng miền Nam này á lại có cái cấp con là Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, ví dụ như vậy, ví dụ như là Hồ Chí Minh nè. Rồi trong cái miền Nam này á mình lại có thêm cái cấp con là Cần Thơ, ví dụ như vậy. Trong miền Bắc á thì mình lại có cấp con là gì? Hà Nội. Rồi miền Bắc á, mình lại có cấp con là chẳng hạn chi nhánh của mình ở Lạng Sơn, ví dụ như vậy. Cao Bằng, Lạng Sơn gì đó. Đó, thì khi mà chúng ta cập nhật như thế này thì cái menu á, của các anh chị nó sẽ ra cái này. Các anh chị sẽ thấy liên hệ chưa? Đó. Lại nè. Các anh chị thấy liên hệ chưa? Nó sẽ ra là miền Bắc, trong miền Bắc nó có Lạng Sơn và Hà Nội, và trong miền Nam nó có Cần Thơ, Hồ Chí Minh nè các anh chị. Được chưa? Thì khi mà bấm ra đây nó sẽ ra các cái trang hoặc là cái gì đó. Thì cái số 1 á, việc mà đầu tiên chúng ta làm bất cứ một cái website nào, chúng ta phải xây dựng một cái menu. Menu nó chính là cái gì? Là cái dẫn đường cho chúng ta. Thì cái cấu trúc của website nè các anh chị, tất cả những cái này là thực ra nó có hết. Đầu tiên là tạo website theo chủ đề.
chủ đề đây nè, muốn làm website gì thì phải theo cái chủ đề đó. Thì website nó có thể ở dạng thương mại điện tử, nó có thể là ở dạng là tin tức, nó có thể là dạng blog, nó có thể là ở dạng về mình phải biết cái website của mình làm gì. Một số ngành hàng giống như là ngành hàng về bảo hiểm đi, thì nó là một cái loại khác. Nên việc đầu tiên là chúng ta phải xác định website của chúng ta là cái gì. Rồi sau đó sản phẩm của chúng ta thì chúng ta mới chọn một cái mẫu website nó mới đúng cái ý của mình. Các cái khái niệm về quản trị web này là nó có hết trong này, trong này tất cả. Rồi thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu về cái menu nè, hiểu về cái menu. Sau khi hiểu xong về menu rồi, anh chị thế nào hiểu thế nào gọi là menu cho các anh chị? Hiểu nhấn phím 1 cái coi, chúng ta hiểu nhấn phím 1. Dạ rồi, đi từng bước một nha. Rồi, ta hiểu. Sau khi hiểu về menu chúng ta sẽ hiểu tiếp cái số 2 cần phải hiểu, đó là hiểu về giao diện. Đó, thì giao diện của chúng ta thì chúng ta có thể tùy biến và nhóm chúng ta làm đủ thứ kiểu hết á. Đây nè, rất là nó sẽ rất là nhiều cái video để hướng dẫn cho chi tiết, nhưng mà chúng ta không cần hiểu quá nhiều. Mà về cái giao diện là chúng ta nên gì, đứng trên vai người khổng lồ, có nghĩa là bạn đang làm cần làm một cái web về bán hàng giống như là kiểu mà Tiki, thì bạn lấy luôn mẫu Tiki bạn làm luôn cho nó xong. Và lúc đó chúng ta hình của nó mình đổi thành hình của mình, logo của nó thành đổi thành logo của mình xong, thì đó là chuyên nghiệp nhất. Hoặc là ví dụ như là chị Thùy đang làm một cái, thực ra cái mẫu web của chị này là web của một cái mẫu web của công ty rất là lớn đó nha, chứ không phải là mình nhìn nó chơi chơi như thế này thôi. Nhưng mà thực tế ra là những cái mẫu này là toàn là của những cái công ty mà nó đã chuyên nghiệp nó làm rồi. Hôm trước đó là nó có luôn cả cái mẫu Prudential hay là cái gì đó, AAA trong này là có sẵn luôn nha, Manulife là có sẵn hết rồi, bấm ra sử dụng thôi đó. Nó rất là chuyên nghiệp. Thì chúng ta hãy nên đứng trên vai người khổng lồ, và chúng ta cần sửa cái gì chúng ta cần sửa, giống như anh chị học landing page vậy. Landing page nó rất, nó mấy từ hôm trước nay học của thầy Cần hay là thầy Thuyết, thầy này thầy kia thì nó cũng chỉ mới có 1/10 của cái landing page thôi các anh chị. Landing page nó sâu xa và nó nhiều kinh khủng khiếp. Tôi nói thật với các bạn, nếu mà bạn khai thác hết landing page là bạn bể đầu luôn. Trong đó mình mới học gọi là cởi ngựa xem hoa, sử dụng các tính năng cơ bản thôi. Chứ landing page nó không kinh khủng khiếp. Thì cái website này cũng vậy, tính năng của nó là nó rất là kinh khủng khiếp, nhưng mà thực chất khi mà mình cần dùng nó chỉ chiếm có 10%. Nên học cái gì là cần xài đúng cái đó thôi. Thì tôi chỉ tóm lược lại vài cái cơ bản để xài. Thứ nhất là chúng ta chọn một cái mẫu mình hợp với cái mẫu nào đó phong thủy, ví dụ như mạng của mình là bảo hiểm, nhưng mà mạng của mình mình gọi là mạng kim, thì mình phải chọn cái gì đó nó phải thổ một chút, khổ sinh kim, màu ánh vàng cá chẳng hạn đi ha. Và sau đó chúng ta chọn cái phong thủy của mình rồi, cái khuôn mẫu của mình rồi, bắt đầu mình vô đó mình sửa cái thứ nhất. Việc đầu tiên trong tất cả các cái luôn nhớ đó là phải biết backup. Tại vì sao? Bởi vì quá trình mình làm mà lỡ có ngu một phát nhấn nút backup cho nó trở về lại cái giao diện ban đầu. Hoặc là trong ngày hôm nay chúng ta làm xong hết rồi, chúng ta nhấn nút backup lại. Cái ngày mai lỡ ngu làm sai cái này sai cái kia, bực mình quá sửa không được. Có nhiều cái nó can thiệp, khi mà làm web nó phức tạp hơn là làm landing page rất là nhiều nha các chị. Có mấy cái phải can thiệp vào code luôn. Can thiệp vào HTML. Thì chúng ta backup lại cái ngày hôm qua chúng ta đã làm, thế là ok không sao hết, chúng ta lại làm lại bình thường đó. Cái thứ hai là chúng ta khi chọn giao diện xong rồi mọi thứ rồi, thì chúng ta đến một cái phần khá là quan trọng, đó là cái danh mục sản phẩm. Nhớ là làm ở trong đây nó sẽ có ba cái yếu tố quan trọng, là tôi sẽ dạy cho đúng ba cái yếu tố đó là đủ rồi. Và các anh chị muốn sử dụng á, ba yếu tố quan trọng đó là yếu tố thứ nhất là menu là xong nha. Cái yếu tố thứ hai á đó là sản phẩm. Và yếu tố thứ ba đó chính là bài viết là đủ rồi. Thực ra tập trung vào mấy cái này là xong. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố số 4 là những cái khác, những cái linh tinh khác, học thêm thôi. Còn có cũng được, mà không có xong là mình đã có một cái website rất là xịn sò rồi nha các anh chị. Thì đối với cái menu á, thì chúng ta cũng có menu mẹ và menu gì? Menu con và có menu cháu. Đó. Ví dụ như là nãy menu mẹ là gì? Menu mẹ là liên hệ đúng không? Menu con là gì? Văn phòng miền Bắc hay là văn phòng miền Nam? Menu cháu là gì? Hà Nội nè, hoặc là Lạng Sơn, hoặc là Hồ Chí Minh, hoặc là Cần Thơ. Đó là menu cháu đó. Rồi sản phẩm thì chúng ta phải có hai cái cần biết, đó là danh mục và cái thứ hai là chi tiết. Để chi? Để sau này các cái sản phẩm của mình nó nằm ở trong cái danh mục này. Còn trong một cái sản phẩm nó có hàng nghìn tính năng nha các anh chị, cả nghìn tính năng luôn á, chúng ta không xài hết đâu.
tính năng của nó nãy phô trương cho anh chị xem một chút xíu là chị thấy cũng ớn ăn liền đúng không? Nào là gì? Nào là giảm giá nè, rồi nào là trả góp nè, rồi nào là quản lý kho bãi nè, rồi nào là hình ảnh nè, rồi nào là content nè, rồi sau đó content nó có hai loại: content trên Mobi nè, content trên PC nè, rồi nó bao gồm có là gì, voucher giảm giá nè, rồi nó bao gồm có ship nữa, nó tích hợp được ship luôn, rồi nó tích hợp được cái máy quét ví dụ như các anh chị mà có nhiều cái cửa hàng đó, nó quản lý được cái quét QR code hoặc là BA code ha, nó có hai loại đó, nó nhiều lắm các anh chị, tất cả ngàn tính năng đó. Nhưng mà thực ra bản thân mình đó, nếu mà sử dụng ít thì mình sử dụng khoảng chừng 5 đến 10 tính năng đổ lại là được rồi, không cần phải dùng hết. Ở trong này thì nó thiết kế nó kinh lắm. Bài viết chúng ta cũng hai loại thôi, đó là bài viết tạo bất cứ một cái gì là phải tạo từ danh mục trước rồi sau đó đến chi tiết bài viết. Ví dụ như danh mục của mình bao gồm cái gì, danh mục nhớ nha, lúc nào làm cái gì cũng vậy, nó cũng sẽ có luôn luôn một cái nguyên lý, đó là nguyên lý làm web là nguyên lý mẹ con, lúc nào cũng phải. Muốn tạo con thì phải tạo gì trước anh chị, nhắn lên cái coi, để có con thì phải có gì, anh đi ngủ hết trơn rồi. Rồi để có con thì phải có mẹ, được chưa? Không, nhiều khi giờ mẹ đơn thân đâu cần cha làm gì đâu, nên nó không nhất thiết đâu. Có con giờ đi xin tinh trùng cũng ra con, mà mẹ có mẹ là đủ rồi, không còn không có mẹ là bó tay, không có mẹ đâu không có con đâu. Nên chúng ta việc đầu tiên là chúng ta phải có mẹ. Rồi trở lại hết nha, tóm tắt hết của cái buổi ngày hôm nay, các anh chị ghi chép vô đi, nó chỉ học như đó thôi là đủ rồi, đủ làm một cái website hay ho xịn sò hết rồi. Refresh nó lại chút xíu, refresh lại một lần nữa nha. Lần thứ nhất, làm bất cứ cái gì, làm website là phải liên quan đến backup là số 1, được không các anh chị? Thứ hai là menu, thì nhớ là menu thì phải tạo menu mẹ rồi đến menu con. Cái yếu tố thứ ba là yếu tố là sản phẩm, làm bất cứ một cái gì đó, tạo sản phẩm thì phải lo tạo danh mục trước, tư duy về danh mục về sitemap trước, rồi sau đó có danh mục rồi thì mới bắt đầu sản phẩm. Sản phẩm nó sẽ thuộc cái danh mục nào, trong cái danh mục này nó cũng có danh mục mẹ và danh mục con, được chưa? Ví dụ như danh mục của mình là bán điện thoại thì đó là danh mục gì, danh mục mẹ. Nhưng mà trong điện thoại nó gồm có điện thoại Samsung, rồi điện thoại Nokia, rồi iPhone đó, thì cái danh mục này gọi là danh mục một con. Nhưng mà trong cái Samsung này nó lại có danh mục cháu, ví dụ như Samsung thì nó lại có họ gì, họ Flip đúng không, Flip thì có Flip 3, Flip 2, iPhone thì nó lại cũng có họ gì, ai trong cái điện thoại iPhone thì nó lại có họ iPhone 6, trong 6 này có 6 Plus nè, rồi 6 này 6 kia 6 cũ đó, ví dụ như vậy. Rồi có iPhone 8, iPhone 13, 13 thì Pro Max 13 gì gì đó, vân vân. Thì ở trong này nó cũng vậy, nó cũng phải trong sản phẩm nó phải có menu, nó phải có họ, giá phả. Rồi. Thì trong cái sản phẩm là một nè, menu là hai nè, backup là ba, và cái cuối cùng đó là bài viết. Đúng không ạ? Bài viết của chúng ta cũng phải có danh mục. Và danh mục cũng vậy, cũng phải có danh mục mẹ và danh mục một con. Thì thường trong bài viết này nó sẽ có hai nhóm, hai loại bài viết. Một cái loại bài viết là gì? Một cái loại bài viết là dạng bài post. Bài post là sao các anh chị biết không? Là nó cập nhật thường xuyên, ví dụ như các cái chương trình khuyến mãi là tháng nào cũng phải làm nè. Rồi thứ hai là bài viết về tỉnh. Bài viết tỉnh là bài viết làm sao? Bài viết ví dụ như giới thiệu về công ty hoặc là giới thiệu về shop của mình, các anh chị có viết một lần chứ mấy, lâu lâu mới thay đổi thôi, viết một lần thôi. Còn một số cái bài liên quan đến bài post nè, là các cái chương trình khuyến mãi nè, rồi các cái gì đó, các cái bài viết liên quan với blog, rồi ABCD XYZ, thì nó sẽ thuộc hai nhóm này, nhưng mà nó vẫn thỏa mãn là mẹ con. Thì cái danh mục mẹ là danh mục gì? Ví dụ như tôi nói là danh mục về tin tức đi, thì tin tức thì danh mục con nó bao gồm tin tức tháng 10, tin tức tháng 11, hoặc là danh mục con của nó là sẽ có gì, danh mục con của cái tin tức này là bao gồm cái tin tức của khuyến mãi, hoặc là tin tức về sản phẩm mới đi, ví dụ như vậy. Thì trong cái sản phẩm mới này, khi mình viết một cái bài viết về một cái sản phẩm mới nào đó thì nó sẽ nằm trong cái này đó. Rồi khuyến mãi thì khuyến mãi tháng 10, khuyến mãi tháng 11, khuyến mãi tháng 12. Còn bài viết danh mục, bài viết
liên quan đến giới thiệu đi ha, danh mục liên quan đến giới thiệu. Thì ok, thì giới thiệu bình thường là gì? Là giới thiệu cái sản phẩm, rồi giới thiệu về đó, một số cái giới thiệu về về cái tính năng, hay là giới thiệu về cửa hàng. Đó. Được không các anh chị? Thì đó chính là một cái bức tranh, là cái đầu tiên cái đó. Ok con dê chưa? Anh chị. Tới đây bước này xong chưa? Bước này xong nhóm phía một cái. Trời ơi 5 giờ chiều rồi. Tí nữa tặng cho các anh chị mỗi người một cái web về nhà ngồi dọc trước nha. Có khó lắm không? Bắt đầu buổi thứ hai là thực hành luôn nha. Buổi thứ hai là chúng ta chọn hình ảnh rồi các thứ là chúng ta làm. Nãy giờ có ghi chép không vậy các anh chị? Nãy giờ có ghi chép không? Có, nhấn phím có dùng cái đi. Rồi có ghi chép nha. Rồi ok. Liên hệ với mình đi, chắc phải tạo ra một cái group là hỗ trợ làm web siêu xịn sò. Anh chị chờ một chút xíu nha. Mình sẽ tạo ra một cái group là hướng dẫn web siêu xịn. Rồi, hỗ trợ làm website xịn sò. Rồi, ok, dành khoảng 3 phút cho các anh chị join vào nhóm đi nha. Rồi, đúng rồi, chị Thùy, menu, giao diện, sản phẩm, bài viết. Trời ơi, backup là cái quan trọng nhất mà không điền lên 5 cái. Rồi vui lòng vào group Zalo nhanh các anh chị. Mình sẽ hỗ trợ, mình gửi hết các cái thông tin cho các anh chị đăng ký. Thực ra mình có một cái website để mà cho các anh chị tạo mẫu luôn. Nhưng mà thôi, làm nói chung là chắc trong tuần này nó xong, nên các anh chị có thể lên trên cái web miễn phí. Mình sẽ gửi cái web miễn phí.vn cho các anh chị demo luôn cũng được. Cứ tạo ở trên đó đi. Rồi khi nào mà cần làm, chúng ta trong thời gian này chúng ta học thôi. Chúng ta cởi ngựa xem qua thôi cũng được, không sao. Tại vì do mình chưa cấu hình xong thôi mà. Các anh chị vào group hết đi. Rồi Dũng sẽ làm tiếp, biểu diễn tiếp cho các anh chị coi. Rồi chắc mình sẽ làm một cái form để mà cho anh điền, anh chị điền cái tài khoản là mật khẩu với mỗi người, tặng cho mỗi người một cái web. Sau đó làm thôi. Rồi thì trong các anh chị vào trong group đi, tại vì hôm nay chủ yếu là để biểu diễn cho các anh chị coi thôi, chứ bắt đầu từ ngày mai thôi chúng ta mới bắt đầu cầm tay chỉ việc làm cái gì đó, bắt tay vào làm. Anh chị bắt tay vào làm nha. Vào hết chưa các anh chị? Sao có 21 người vậy? Trong đây 40 người mà 21 người, vậy là những người kia học cho vui à, cửa cửa xem hoa à. Tham gia vào group nha.
Rồi, và mình đó, nguyên tắc của viện đào tạo bách khoa luôn luôn là sẽ dạy miễn phí cho các anh chị. Nhưng mà còn việc đó, mà sử dụng các cái dịch vụ đó, đó là tùy vào ý kiến của các anh chị nha. Tùy vào cái này. Một là anh chị có thể tự qua bên đó, chỗ đó các anh chị làm, các anh chị sử dụng luôn, khỏi cần ủng hộ viện đào tạo bách khoa làm gì hết. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một nguyên tắc nè, là không bao giờ có cái chuyện đó là đi mua hàng của FPT sau đó đem qua thế giới di động để bảo hành hết. Cái chuyện đó là chắc chắn là người ta không bao giờ người ta chấp nhận rồi, đúng không ạ? Nên các anh chị mà có xài dịch vụ chỗ nào học đó, thì ok, có thể là miễn phí. Nhưng mà ví dụ như các cái mà liên quan đến cái sâu hơn á, thì các anh chị á, tốt nhất là mình cũng nói thẳng luôn, mà không có nên á, theo kiểu là giống như ngày hôm nay đi học của thầy Cần, Photoshop thì đi nâng cấp ở chỗ khác, mua Bitmap đồ các thứ chỗ khác, xong rồi thầy Cần ơi chỗ này á, bị lỗi này á, hỗ trợ em với. À, hỗ trợ trên lớp thì có thể, nhưng mà hỗ trợ riêng thì cái chuyện đó là không thể, đúng không ạ? Không ai đi mua hàng của FPT mà đi bảo hành của thế giới di động cả, đúng không các anh chị? Các anh chị thấy quá đúng thì đúng hay quá đúng? Đúng thì nhóm phím 1, mà quá đúng thì nhóm phím 2, mà cực kỳ đúng nhóm phím 3. Anh chị tương tác chút đi, anh chị cảm thấy đúng thì nhóm phím 1, thấy hơi đúng đúng thì nhóm, nói chung là quá đúng nhóm phím 2, mà cực kỳ đúng nhóm phím 3, được chưa? À. Rồi ok ha. Thì ở đây á, tạo cho các anh chị một cái công cụ để mà làm kinh doanh. Ở đây á, mình muốn xây dựng một cái hệ thống website nha các anh chị. Và chúng ta không những là chúng ta giúp cho chúng ta, mà chúng ta có một cái cộng đồng để chúng ta làm kinh doanh nữa. Mà chúng ta phải kiếm được tiền, đúng không ạ? Còn chúng ta cứ phi, giống như là kiểu mà ngày xưa Tôn Ngộ Không á, phàn nàn với Phật tổ, trời ơi đã đi tu rồi mà sao á, lấy kinh á, mà còn á, phải bỏ lại cái bát. Phật tổ chửi luôn, mày không biết, mày không có hiểu sự đời gì hết. Tao hỏi mày cứ thằng nào cũng phi á, lấy kinh ra thì á, tiền đâu mà cho các cái thế hệ tiếp theo để đi truyền kinh, đúng không? Tôn Ngộ Không mới giật mình, nói chết rồi, xin lỗi Phật tổ, rồi sau đó để lại cái bát vàng, cũng vậy thôi. Nên á, ở đây tôi cố gắng tạo ra cho các anh chị một cái môi trường để các anh chị làm sao đó cho khách hàng là rẻ nhất rồi. Ví dụ như mình tạo ra một cái website giống như Tiki với một cái chi phí có thể chấp nhận được mà nó rẻ hơn những cái chỗ khác. Ví dụ như chỗ khác nó báo giá 20 triệu. Ok, ở chỗ đây tốn có 1 triệu 9 là ok, rất là vui vẻ thì là được. Và cái 1 triệu 9 nó cũng theo đúng cái nguyên tắc nha. Là 1 triệu 9 nó là phải sao? Ở dưới này là đã chi trả cho 40% cho những cái cho cộng tác viên, cho chiết khấu trực tiếp cho người chăm sóc rồi. 10% cho giáo viên đứng lớp nè. 10% cho quỹ sale admin nè, đúng không ạ? Thì cái này cũng là một cái sản phẩm để chúng ta cùng kinh doanh, chứ không phải là kinh doanh làm giàu cho ai hết. Mà cái này đã được chia cũng chia quá trời luôn nè. Còn cái tiền mà tiền duy trì 1 triệu năm là để đóng cho bên vậy, để đóng cho bên web miễn phí thôi. Mà các anh chị không thích thì các anh chị có thể tự đi qua web miễn phí, khỏi cần phải bên đây hỗ trợ làm gì cũng được, không sao, được không các anh chị? Thì mình sẽ nói về cái sản phẩm này một chút xíu nha. Sản phẩm này mình được cái gì? Được học và tương tác với giáo viên mỗi ngày. Và tôi đang hỗ trợ cho các anh chị để làm sao chúng ta có một cái kinh nghiệm để chúng ta làm những website này sau này á, đó cũng là một cái nghề luôn nha các anh chị. Khi mà mình có cái nghề rồi, lâu lâu mình gặp khách hàng, những cái người muốn làm website, nói trời ơi anh ơi, giờ anh bán điện thoại đúng không, em làm cái giống như là cái gì Thế Giới Việt đi, cho cái này khó lắm, phải cốt kiếp đồ ngày đêm em làm cái này thế kia, thôi 20 triệu, đáng lý là của người ta lấy em lấy 100 triệu mà thôi, của anh lấy 20 triệu đâu, mà biết đâu rằng làm miễn phí mà có gì đâu, đúng không? Rồi thì cái này là 1.9 triệu nha, thẻ thành viên VIP website. Thứ nhất là tương tác với học viên mỗi ngày nè, sẽ có một cái web và tôi sẽ tặng cho các anh chị một cái tên miền giá rẻ cái gì đó. Còn anh chị nào mà muốn .com á, thì vui lòng bỏ tiền túi ra mua nha. .com nó chỉ có 200.000 thôi, còn ở đây tên miền giá rẻ là những cái tên miền nó khuyến mãi á. Đó. Còn nếu anh chị nào cảm thấy là ok, không cần cái tên miền đó, khỏi mua luôn cũng được. Rồi phí hosting 1 triệu một năm thì qua năm sau á, lần đầu tiên đóng 1 triệu 9 thôi. Còn á, những lần sau là đóng 1 triệu. Rồi update cho các anh chị 15.000 cái support nha. Đối với cái bạn gì á, phi yến gì đó, bạn có hosting rồi á, thì bạn vô trong cái kho này, bạn download cái WordPress, bạn có video hướng dẫn bằng tự bằng sử. À, cũng có thể tạo ra một cái web cho mình. Thứ ba là update kho tool marketing 10 TB. Tí nữa tôi sẽ demo cái này cho các anh chị. Tiếp theo nữa là bộ 10.000 khóa học. À,
giảm 40% cho lần mua thứ hai, update sẵn 10.000 data khách hàng cho mình làm kinh doanh, 11 cái combo tài khoản xem phim Netflix thả ra luôn, chủ yếu là tạo ra cái này cho vui cho các anh chị cùng làm nha. Đó, mà mình tạo ra cái này để tạo ra một cái sân chơi cho các anh chị cùng kinh doanh, chứ không phải là để làm giàu cho một cái người nào đó. Nếu mà mình nó suy nghĩ mà làm giàu cho ai đó thì tôi thôi quên, chúng ta chia tay. Đại khái là cái gì? Chào thân ái và quyết thắng cho nó nhanh, đỡ mất thời gian cho cả hai, được không các anh chị? Rồi vậy trong cái kho này có những cái gì? Mình sẽ demo từng cái cho các anh chị coi nha. 15.000 cái số cốt ở đâu? Ở đây. Đây nha các anh chị, ví dụ như BitHub 76 cái nè, chợ thêm là 24 cái nè, đó, giao vặt tin tức một cái kho luôn đó, landing page 600 cái nè, web tự động là BitHub nè, đó, còn up lên hot như thế nào các anh chị nói, giờ tôi mua hosting rồi không biết xài sao các anh chị đây nè, anh chị tự lấy mấy cái này anh chị up lên, có video hướng dẫn để up làm sao để tạo ra cái web cho mình, được không ạ? Đó, rồi, đây 10 TB của tôi nè các anh chị. Bộ tài liệu là đủ các loại, kính thưa các loại trên đời ha, nhạc phim, rồi giờ các anh chị nói giờ phải nghe ebook đi, chứ giờ xem nhiều quá cũng có ebook cho các anh chị luôn, mấy ngàn cái ebook trong này là kỹ năng rồi đầu tư rồi đa cấp rồi muốn cái gì có cũng có hết. Đây nè, chọn bộ của Adam Khu nè, làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh, nó thích lấy ra mà nghe. Trong này ngày xưa tôi có những cái bộ về NLP cực kỳ hay nha, trả phí nha các anh chị, mà muốn luyện tập á dùng cái bộ này để luyện tập cũng được nè. Nó là những cái sóng âm theta, ngồi nghe xong rồi ngồi thiền hay là gì đó cũng được luôn. Rồi, nói chung là đủ thứ đồ chơi các anh chị. Muốn cái gì cũng có hết. Ebook thì cả mấy triệu ebook nằm trong này. Rồi phần mềm, rồi bộ Zoom, giáo trình, vân vân và may may các thứ. À, 10 TB là nó không có ít đâu. Đó. Hệ thống khóa học, muốn học cái gì thì học cái này. Bấm vào đây. Rồi, 11 cái combo thì nó giống cái bên kia thôi, nhưng mà cái mà đặc sắc nhất vẫn là cái này. Đặc sắc nhất là chính là cái gì? Đặc sắc nhất chính là cái danh sách khóa học này nè các anh chị. Học cái này thì các anh chị kính thưa các loại trên đời nha, muốn học cái gì thì học thôi. Nên anh chị muốn kinh doanh cái gì nhấn nút một cái đi. Anh chị muốn học cái gì? Anh chị muốn học cái gì nhấn nút comment lên đi, comment lên là mình muốn học cái gì, tôi tìm hết cái khóa học cho các anh chị con. Ví dụ như giờ muốn học về dạy con đúng không? Thầy Trần Việt Quân là tất cả các cái khóa của thầy nằm trong này nè. Việc của mình là bấm vô học thôi. Rồi marketing đúng không? Đó, thấu hiểu ý nghĩa cuộc đời, bấm vào đây học. Rồi, sau đó bấm vô đây học nữa là xong. Đó. Đó, vậy chúng ta học thôi, có gì đâu. Còn marketing đó nha, chị Thùy, xin thưa với chị là có hàng, chắc cũng phải mấy trăm khóa học về marketing luôn. Và phân loại ra sẵn cho chị luôn. Ok nha. Bây giờ nè. Rồi, ở đây là mình muốn học cái gì nó dễ lắm. Chúng ta muốn học cái gì thì chúng ta Ctrl F là chúng ta nó sẽ ra nè. Ví dụ như về kỹ năng nè. Trong cái kỹ năng thì có kỹ năng marketing nè. Đây, của chị nè. Đó, kính thưa các loại marketing trên đời này nha. Không thiếu một cái gì hết. 70 ý tưởng làm truyền thông marketing, pháp 4C, hiểu khách hàng, phương pháp nghiên cứu A tới Z rồi này kia. Và đặc biệt á, là trước khi mà mình học, mình có thể coi được cái bài học nó nói cái gì nha. Chúng ta bấm vào đây nè. Chúng ta bấm vào đây nè, chúng ta biết là à, cái khóa học này đang nói được cái gì. Đó. Được chưa? Rồi xong rồi chúng ta muốn học á, thì chúng ta qua đây chúng ta học. Đây là ba công thức viết thu hút nè. Social cho SME nè. Đó, vô học thôi, có gì đâu. Ngoài việc ăn no thì bạn còn thích ăn ngon này. Cấp độ này mình sẽ chia làm hai mặt. Đó, nên các thánh nào mà thích học á, là trong đây vô đây bơi, nói chung là có cái tập này thì thôi, không có cái gì trên cuộc đời này là không có, nó nằm trong này hết các anh chị. Và các cái khóa học được update nha, update liên tục. Đó, muốn học về không thích nói giờ mình bây giờ phải cao siêu, phải muốn học nước ngoài cơ cũng có luôn nha, có các khóa học marketing của dạy bằng tiếng Anh ở trong này luôn.
của trường Harvard luôn nha, có nằm trong này luôn đó. Thì riêng marketing đó là bơi trong này luôn. Rồi anh chị nào thích học cái gì nữa? Mới có marketing thôi, anh chị nào nhắn lên, nhắn lên. Học cái gì tôi kiếm cái đó cho anh chị coi luôn. Hay là mình không thích học? Ở đây có mỗi cô Thùy là thích học thôi, còn mọi người thích kiếm tiền nữa hả? Thích kiếm tiền thì đi học kiếm tiền cũng là một loại kiếm tiền. Trời ơi, nhà mình 37 người đi ngủ hết rồi ta. Đó, thiết kế rồi Photoshop, Facebook marketing đúng không? Facebook marketing. Rồi Facebook marketing, bơi trong Facebook marketing. Một trong những cái nơi mà nó dạy về gọi là Facebook marketing á, mà ngon nhất á, nó là gì? KT City. KT City là các cái khóa học cực kỳ chất lượng. Đó, đây. Facebook đúng không? Của Chu Minh Hạnh cũng được. Chu Minh Hạnh là cũng về Facebook, về marketing là cũng hơi bị xịn. Đây, xịn sò hay ho có hết. Chu Minh Hạnh đây nè, là chuyên chùm về Facebook nè. Đó, các khóa của Chu Minh Hạnh có hết trong này nha các anh chị. Muốn học cái gì thì mình học thôi. Donnie Chu á. Tối ưu hóa nè. Đó. Các phương pháp tăng ngân sách gì. Bấm vô đây học. Còn không thích thì ok, đi vô trong cái của thằng KT City cũng được. KT City là cũng đầy cái để học trong này nè. KT City là KT là kiếm tiền đó, thành phố kiếm tiền đó. Chỉ tập trung vào các cái công cụ để kiếm tiền thôi. Còn muốn chọn một cái gì đó thì chúng ta cần cho nó F nè. Cho nó F là tìm kiếm. Ví dụ như chúng ta chuyên về Facebook, chúng ta tìm kiếm cần cho nó F vào đây. Chúng ta search vào là Facebook. Đó, những cái gì mà liên quan đến Facebook đó, nó sẽ gì? Nó sẽ ra hết. Được chưa? Magic fanpage là content là xây dựng Facebook như thế nào rồi đó. Nó sẽ bôi ra. Facebook thì chắc có vài trăm khóa cũng có luôn. Rồi, của thầy Lê Thẩm Dương, Phạm Thành Long có hết nha các anh chị. Series của thầy series của thầy Phạm Thành Long. Thầy Phạm Thành Long mấy cái series đó học đó, nếu mà học hết chắc cũng mấy trăm triệu là thật đó. Đây, thầy Lê Thẩm Dương nè. Phạm Thành Long. À đây, thầy Phạm Thành Long. Đây của thầy Lê Thẩm Dương nè, quản trị vận hành rồi. Đây có các khóa học này là mới, là mới năm 2021 luôn nè. Gọi vốn nè, mấy cái này là mới tin luôn, mới ken sơ ven nóng hổi luôn. Có trong này luôn nha. Kỹ năng gọi vốn. Phần còn lại, phần còn lại. Rồi ok. Thôi nói chung tóm lại là nhiều lắm. Học demo 5 giờ rồi nghỉ thôi các anh chị em. Rồi các anh chị có muốn sở hữu cái kho này không? Muốn sở hữu thêm một cái website nữa không? Ai muốn sở hữu cái này xây dép một cái đi to lên. Sao các anh chị cứ im im vậy? Rồi nhớ nha, chúng ta ngoài ra thì chúng ta kinh doanh cái này có hoa hồng tới 40% nè. Giảm 40% cho lần mua thứ hai hoặc là tham gia để làm cộng tác viên, là việc của chúng ta mời vào thôi. Là xong. Đó. Rồi nói lại các anh chị nữa nha, ở đâu ra mà 700 có mấy cái này các anh chị? Cái 700 của anh chị là nó là một cái 1.2 ở trên này nè, và đã update cho các anh chị 1.2 rồi, là hết. Nha, nó tới 5 sản phẩm. Vui lòng đọc kỹ mấy cái này. Cái này là 1.9 là nó riêng, không có liên quan gì hết mấy cái kia nha các anh chị. Rồi 700 của các anh chị là cái 1.2 trên này nè. Anh chị nào mà chưa nâng cấp cái 1.2 thì Dũng nâng cấp cho. Rồi thôi, 5 giờ rồi chúng ta nghỉ đi, bắt đầu chuẩn bị sẵn những cái hôm sau, cái buổi ngày mai là chúng ta sẽ thực hành thực chiến luôn, thực hành vào một cái website nào đó.
và chúng ta sẽ ngồi cầm tay chỉ việc. Tôi sẽ mỗi ngày tôi sẽ dạy cho các anh chị một tuần như vậy. Chúng ta sẽ học học về giao diện, học về menu, học về giao diện, về menu, học về sản phẩm, đúng không ạ? Và các anh chị, tôi mong muốn là các anh chị làm ơn, nếu mà được thì thôi đóng chữ chính luôn đi, để có một cái tên miền, để có các cái thành phần trong đó để vào cần cái gì mình làm luôn đi, cho nó nhanh nha các anh chị. Rồi ok, ai mình có trong group rồi liên hệ với bạn Thảo giùm nha các anh chị, để chúng ta có tài khoản thì học thì nó ok hơn. Rồi dành cho các anh chị hôm nay muốn theo dõi thì đây là cái link trên YouTube, anh chị có thể coi lại. Rồi, và tôi khuyên các anh chị như thế này: một là chúng ta đừng có học, hai á, học á, thì phải ra kết quả, và đừng có làm tốn thời gian. Người giàu á, là cái người người ta quý trọng thời gian hơn là tiền bạc, người nghèo là cái người quý trọng tiền bạc hơn thời gian. Chúng ta cứ suốt ngày miễn phí, suốt ngày demo, anh chị không có học được một cái gì đâu, chắc chắn luôn. Tôi thấy có những cái người mà học Canva đến ngày hôm nay nâng cấp, chưa nâng cấp, học một tháng rồi cũng không làm được một cái sản phẩm nào hết. Tại vì các anh chị không có bỏ tiền ra, các anh chị sẽ làm sao? Không quý trọng cái đồng tiền, không quý trọng cái sức lao động của người khác, thì các anh chị chả có học được cái gì đâu. Nên ở đây tôi rất là happy dạy các anh chị. Nhưng mà thật ra các anh chị nên nâng cấp lên luôn đi. Thì sao? Để tốt cho các anh chị thôi chứ chả có gì hết, đỡ mất thời gian các anh chị. Học tới đâu dứt điểm tới đó là cái mà hay nhất. Còn như chúng ta cứ phất pha bất phơ học để xem coi, xem hôm nay ông Dũng nói cái gì, xem ông Cầm nói cái gì, xem ông Sĩ nói cái gì, cứ xem đi. Chúng ta xem hết một tháng là chúng ta làm sao? Chúng ta đang tốn tiền cho chúng ta một tháng đó các anh chị, đúng không ạ? Đó, nên vui lòng. Hoặc là chúng ta đừng có học, để cho nó đỡ tốn công của người dạy và đỡ tốn công của mình. Hai là nếu mà chúng ta được á, chi phí không có cao, ta nên nâng cấp để sao? Để chúng ta ra luôn kết quả. Còn miễn phí thì tôi vẫn happy, tôi vẫn dạy miễn phí cho các anh chị, hoặc là có thể xem YouTube. Nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian, mất tiền bạc của anh chị lắm. Nha, đó là một số cái lời khuyên chân thành, chứ cũng không có ý gì đâu các anh chị. Tại vì thật ra các anh chị không nâng cấp thì tôi cũng có những cái nguồn khác, người ta cũng nâng cấp những cái này. Nha. Buổi tối chúng ta học về quét số điện thoại như anh chị. À. Dũng ơi, cái web mà vừa làm cho chị đấy thì bây giờ muốn nâng cấp là chị phải mua là 1.900.000 này đúng không? Dạ đúng rồi. À ok. Thì buổi học buổi chiều hôm nay học viên trong lớp thì cứ thả một tràng phím 8 để cảm ơn thầy Dũng. Có nghĩa bây giờ cũng đã hơn 5 giờ thì có khi là mình sẽ kết thúc buổi học nhỉ. Buổi tối nay thì chúng ta có buổi học về quét số điện thoại các chị bán hàng thì thì xin phép cả lớp cùng với thầy Dũng là sẽ kết thúc buổi học hôm nay nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Cảm ơn thầy Dũng và cảm